Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 87. Hự hự, tiếng cắn răng của Thương Vũ Tình lại vang lên. Dương Bách Xuyên thu nội công, lau mồ hôi trán. Lần này hắn đã tiêu hao hơn phân nửa sức mạnh thần hồn, nguyên thần đã mệt mỏi. Đương nhiên điều quan trọng nhất là âm thanh Thương Vũ Tình phát ra quá khảo nghiệm khả năng kiềm chế của hắn. May mà thành công. Hoa văn huyết mạch để lại ấn ký nguyên thần, hay nói chính xác hơn là năng lượng thần hồn, tức là giữa hai người đã thành lập nên mối liên hệ, đến khi hắn kích hoạt huyết mạch mới có thể cộng hưởng. Vừa phải dùng chân khí thôi động, vừa phải dùng thần hồn kích hoạt hoa văn huyết mạch của nàng. Trong bí pháp mà sư phụ để lại, không được lược bớt bất kỳ một khâu nào. Nếu không, chẳng những không thức tỉnh được huyết mạch tiên thiên của Thương Vũ Tình, mà ngay cả Dương Bách Xuyên cũng bị phản phệ. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm lấy Thương Vũ Tình. Một tiếng hét đứt ruột đứt gan phát ra từ miệng Thương Vũ Tình. Chấm chấm chấm. M Dương giao hợp bắt đầu, tên họ Dương nào đó vận chuyển chân khí, thần hồn thôi động. Trong tiếng hự hự của Thương Vũ Tình, hoa văn toàn thân dần sáng lên. Công pháp song tu như nước chảy thành sông. Khi năng lượng thiên dương và thiên âm giao hòa, công pháp trong cơ thể Dương Bách Xuyên vận hành đến cực hạn, chuyển động trong cơ thể Thương Vũ Tình, sau đó lại vận chuyển chu thiên về cơ thể hắn. Cứ thế tuần hoàn tiếp diễn, cả hai đều đang vận động. Khi một đại chu thiên hoàn thành, đan điền của Thương Vũ Tình đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm đục, đồng thời hoa văn trên người nàng phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm vô cùng chói mắt, đan điền phát ra tiếng rắc. Ngay sau đó, một nguồn năng lượng cực kỳ đáng sợ từ trong đan điền của Thương Vũ Tình vọt lên, trên người nàng bất chợt phát ra khí tức cường đại khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy thần hồn cũng run lên. Nhưng khí tức này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nháy mắt đã biến mất. Nhưng tiếp đó, năng lượng cường đại kia trong đan điền của Thương Vũ Tình lập tức xông vào đan điền của Dương Bách Xuyên theo tuyến song tu. Rắc rắc rắc. Sau 3 tiếng rắc liên tiếp, Dương Bách Xuyên cảm thấy đan điền của mình thoát cái đã tràn đầy chân khí, nguyên anh giống như đã ăn no, cũng to ra một vòng. Hắn phát hiện tu vi của mình đã nhảy vọt 3 cấp, từ cảnh giới phân thần sơ kỳ đỉnh phong thoát cái đã đạt tới cảnh giới phân thần đại viên mãn. Tu vi đột nhiên tăng lên khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc. Sau đó, nguồn năng lượng đến từ đan điền của Thương Vũ Tình lập tức tiêu tan phân nửa, nửa còn lại quay về trong đan điền của Thương Vũ Tình. Lần này Dương Bách Xuyên biết mình hưởng ké Thương Vũ Tình. Nguồn năng lượng cường đại vừa rồi chính là năng lượng bùng nổ sau khi hoa văn huyết mạch của Thương Vũ Tình thức tỉnh. Đương nhiên nếu không dùng phương pháp âm dương giao hợp, song tu với Thương Vũ Tình thì hắn sẽ không nhận được lợi ích lớn như vậy. Tóm lại là lần này cả hai đều có lợi. Huyết mạch tiên thiên của Thương Vũ Tình đã thành công thức tỉnh, hắn cảm nhận được điều này. Tu vi của Thương Vũ Tình cũng đã bước vào cảnh giới hợp thể, vượt 2 cấp liên tiếp. Mặc dù thoạt nhìn hắn tăng liền 3 cấp là nhiều, nhưng thật ra Thương Vũ Tình mới là người được lợi nhất, bởi vì nàng vượt qua cảnh giới lớn. Từ cảnh giới phân thần hậu kỳ lên đến cảnh giới hợp thể sơ kỳ, ở giữa có bình cảnh của cảnh giới lớn. Do đó, người được lợi nhất là Thương Vũ Tình. Lúc này hai người cùng đột phá tu vi, hoa văn đỏ như máu trên mặt và trên người Thương Vũ Tình đã biến mất. Đó là hoa văn biến mất sau khi huyết mạch thức tỉnh, cũng có thể nói là hoa văn vốn là sức mạnh phong ấn, bây giờ Thương Vũ Tình giải phóng sức mạnh bị phong ấn, dĩ nhiên hoa văn sẽ biến mất. Nói một cách chính xác là hoa văn hóa thành sức mạnh của nàng, tích trữ trong cơ thể. Dương Bách Xuyên nhẹ nhàng đặt Thương Vũ Tình xuống. Lúc này hai người đã ngừng song tu. Sau khi đột phá, quan trọng nhất là củng cố tu vi cảnh giới. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng củng cố xong cảnh giới, tu vi tiến vào cảnh giới phân thần đại viên mãn. Hắn mở mắt ra. Làn da trắng nõn như ngọc của Thương Vũ Tình hiện ra trong tầm mắt. Dương Bách Xuyên thấy sau khi hoa văn biến mất, gương mặt nàng đẹp như tiên trên trời. Nhất thời hắn mê mẩn ngắm nhìn Thương Vũ Tình, trái tim đập thình thịch. Trước đó, vì thức tỉnh huyết mạch của nàng nên hắn không thấy có gì sai. Bây giờ, sau khi thả lỏng, tên họ Dương nào đó dục dịch muốn động. Đúng lúc này, Thương Vũ Tình cũng tu luyện xong, mở mắt ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tên họ Dương nào đó nhìn Thương Vũ Tình mà nuốt nước bọt. Còn Thương Vũ Tình thấy Dương Bách Xuyên nhìn mình chằm chằm thì không khỏi ngượng ngùng, mặt đỏ như táo chín,
vô cùng quyến rũ. Lúc này, tên họ Dương nào đó phát ra một tiếng gầm như dã thú, không nhịn được nhào tới. Một trận mây mưa diễn ra. Chấm chấm chấm. Tính ra thì Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình đã ở trong không gian bình càn khôn một tháng. Trong một tháng này, huyết mạch tiên thiên của Thương Vũ Tình đã thức tỉnh, tu vi của hai người cũng tăng vọt. Hai người tự tin hơn gấp trăm lần, ra khỏi bình càn khôn chuẩn bị ra ngoài. Lần này, cho dù không đánh thắng được thú ngũ hành thì Dương Bách Xuyên vẫn tin rằng hắn và Thương Vũ Tình liên thủ thì có thể bỏ lại nó. Hai người vẫn xuất hiện ở không gian trong lòng núi nhỏ hẹp. Họ men theo thông đạo đi lên, có điều khi đến trước cửa hang, cả hai đều trợn tròn mắt sững sờ. Khi Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình đến gần lỗ thủng cửa động, cách thật xa đã ngửi thấy được mùi máu tươi, hơn nữa tầm mắt còn mờ mờ ảo ảo, điều này cực kỳ không hợp với lẽ thường. Theo lý thuyết lúc đến gần cửa động nên có ánh sáng, ai biết ngược lại rất ảm đạm. Phản ứng đầu tiên của Dương Bách Xuyên là thú ngũ hành lấp kín cửa động. Nhưng sau khi hắn và Thương Vũ Tình đến gần mới biết được cửa động thật sự bị thú ngũ hành lấp kín, nhưng thú ngũ hành dùng thân thể chắn cửa. Nhìn đầu của thú ngũ hành và một cái chân trước của nó bị kẹp lấy, đầu lưỡi thè ra, mắt trợn trắng, cổ chảy đầy máu, bộ dạng thảm không nỡ nhìn. Đâu còn vẻ uy phong khi truy đuổi hắn và Thương Vũ Tình. Hiện tại ở trong mắt hắn, thú ngũ hành giống như một con chó đã chết, mặc dù chưa chết hẳn nhưng cũng không khác là bao. Thú ngũ hành nhìn thấy Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình, phản ứng đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mặt nhìn nhau. Khó khăn lắm Thương Vũ Tình mới thức tỉnh huyết mạch, tu vi của Dương Bách Xuyên cũng tăng nhiều, hai người tin tưởng 10 phần chuẩn bị đi tìm thú ngũ hành chiến một trận. Ai biết vừa đi vào cửa động lại nhìn thấy thú ngũ hành biến thành bộ dáng này. Ngẩn người xong, Dương Bách Xuyên đi qua, ngồi xổm trước lối vào chật hẹp cười to. Thương Vũ Tình đứng bên cạnh hắn nhìn bộ dáng thê thảm của nó cũng buồn cười. Hai người bọn họ cũng không nghĩ đến thú ngũ hành uy phong lẫm lẫm, suýt chút nữa cắn nuốt bọn họ, còn luôn mồm phải bắt được bọn họ đút độc dược làm mồi dụ, cuồng ngạo không giới hạn lại biến thành bộ dáng quỷ không ra quỷ như hiện tại. Ha 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 ha! Dương Bách Xuyên cười to, cười chảy cả nước mắt, không thể nghi ngờ lúc truy đuổi bọn họ, con nghiệt xúc này chui vào cửa động, sau đó đầu bị kẹp lấy. Hơn nữa nó còn không có bất cứ thuật biến hóa nào, nên kết quả mới thành ra như vậy. Cục đá trong hang động này ngoài lạnh trong nóng, có tác dụng co chặt, càng dãy giụa phản kháng cục đá sẽ càng thu nhỏ, hiện tại thú ngũ hành không bị kẹp chết đã là kỳ tích. Tính thời gian từ lúc hắn và Thương Vũ Tình nhảy vào lỗ thủng này đến hiện tại đã hơn 20 ngày, nói cách khác thú ngũ hành đã bị kẹp ở cửa động hơn 20 ngày. Hơn 20 ngày, thú ngũ hành suýt chút nữa bị kẹp chết. Đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, có lẽ nghe thấy tiếng cười của Dương Bách Xuyên, thú ngũ hành tỉnh lại từ cơn mê, mở to mắt nhìn thấy hai nhân loại hèn mọn xuất hiện trong tầm mắt của nó. Lúc này thú ngũ hành khóc không ra nước mắt, giống như một người chế đuổi thấy được cọng rơm cứu mạng, trong lòng vui sướng mở miệng. Có lẽ là do tính cách, thói quen bá đạo, lần mở miệng này của thú ngũ hành được định sẵn là bi kịch. Nhân loại hèn mọn, nhanh trợ giúp bổn vương ra ngoài. Bổn vương sẽ không so đo với các ngươi, bổn vương sắp hít thở không thông, nhanh cứu bổn vương ra ngoài. Ngũ hành thú mở miệng, một câu nhân loại hèn mọn hai câu bổn vương, Dương Bách Xuyên nheo mắt, cười nói, không đúng, ngươi không phải nói mình là thú ngũ hành có một không hai sao? Không phải ngươi muốn giết chúng ta hay sao? Không phải nói muốn bắt chúng ta đút độc dược rồi làm mồi dụ sao? Đường đường là thú ngũ hành vương. Có năng lực như vậy lại cầu xin hai nhân loại hèn mòn chúng ta, quá hạ giá. Ta thấy vẫn là thôi, ngươi như vậy cũng tốt, ha ha ha. Dương Bách Xuyên ngồi xổm trước mắt thú ngũ hành, trêu chọc cười to. Gào, thú ngũ hành nghe thấy Dương Bách Xuyên khinh bỉ, tức giận gào lên, nhưng hiện tại tiếng gào của nó nghe không có sức lực, không có chút uy phong nào. Nhân loại hèn mọn, bổn vương phải nuốt sống ngươi, gào gào gào, bổn vương muốn. Thú ngũ hành giận dữ, trừng to đôi mắt như chuông đồng, tức giận mắng. Nhưng lần này nó còn chưa mắng xong đã bị Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, giơ nắm tay lên nện xuống mắt của nó. Bịch! Gào, nhân loại hèn mọn, ngươi dám đánh bổn vương, thú ngũ hành đau đớn gầm lên mắng. Bịch! Dương Bách Xuyên lạnh lùng cười, lại nện xuống hai đấm, ha ha, đánh ngươi thì sao chứ?
hôm nay tiểu gia phải xé xác ngươi, con mẹ nó đã thành tù nhân rồi, cầu tiểu gia cứu mạng còn luôn miệng bổn vương, ta cho ngươi xưng vương, ầm ầm ầm, nói xong Dương Bách Xuyên liên tục nện xuống đầu thú ngũ hành. A, à, gào gào gào. Cho ngươi thể hiện, cho ngươi xưng vương, ầm ầm ầm. Gào gào gào. Cho ngươi khoe khoang, ầm ầm ầm. Gào gào gào, a, à, bổn, ta phục, đừng đánh, đừng đánh. Dưới sự tàn phá của người nào đó, cuối cùng thú ngũ hành cũng tỉnh ngộ, nhận rõ hiện thực, bắt đầu xin tha. Nó biết hiện tại Dương Bách Xuyên mới là vương, nó là tù nhân, đầu bị kẹp trong núi đá không thể động đậy, cho dù muốn vận dụng thiên phú đối phó với Dương Bách Xuyên cũng không có biện pháp. Cho nên trong lòng thú ngũ hành đang máu chảy đầm đìa. Chờ nó khóc nức nở xin tha xong, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng dừng lại, hắn cũng mệt mỏi. Nhưng người đánh người trong lối vào hẹp hòi, không phải, là đánh thú, cũng rất mệt. Ha ha, không thể hiện nữa. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào thú ngũ hành, hỏi. Mặc dù thú ngũ hành không biết thể hiện nghĩa là gì, nhưng nghe giọng điệu của Dương Bách Xuyên cũng có thể hiểu ra ý trong lời, vội vàng nói, không thể hiện, không thể hiện, đại gia tha mạng, tha mạng. Lúc này mới đúng, đầu bị kẹp hỏng rồi đúng không, còn không nhận rõ tình thế. Còn xưng vương xưng bá trước mặt tiểu gia, người đang thành tâm tìm đánh biết không? Vâng vâng vâng, ta sai rồi, cầu gia gia đừng đánh. Lúc này thú ngũ hành không còn một chút tôn nghiêm của ngũ hành vương, đứng trước mặt Dương Bách Xuyên ngoan ngoãn như một con chó. Đột nhiên Thương Vũ Tình mở miệng, tướng công, con nghiệt xúc này ngăn chặn miệng cửa, chúng ta không ra được, làm sao bây giờ? Đúng đúng đúng, cầu ngài giúp ta ra ngoài, ta bị kẹp như vậy. Các ngài cũng không ra được, cầu ngài giúp ta. Hai mắt của thú ngũ hành sáng lên, vội vàng nói. Dương Bách Xuyên thấy được ánh sáng trong mắt của thú ngũ hành, làm sao có thể không rõ tính toán trong lòng con nghiệt xúc này. Nếu thật sự trợ giúp thú ngũ hành thoát ra sẽ mệt lớn, Dương Bách Xuyên dám cam đoan, sau khi con nghiệt xúc này thoát vây, chuyện đầu tiên nó làm là nuốt sống hắn và Thương Vũ Tình. Nhưng không giúp nó thoát ra hắn và Thương Vũ Tình cũng không ra được. Dương Bách Xuyên sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Trong mắt xoay chuyển, cười ha ha, cố ý nói với Thương Vũ Tình, nương tử không cần lo lắng, đây là vấn đề nhỏ, Vi Phi xẻ con súc sinh này ra thành 8 miếng, chúng ta có thể ra ngoài. Còn việc trợ giúp con súc sinh này thì bỏ đi, chúng ta trợ giúp nó, chờ nó thoát vây sẽ lấy mạng chúng ta. Nói xong, kiếm đầu long hiện trong tay, giả vờ chuẩn bị xé xác thú ngũ hành tại chỗ. Lúc này thú ngũ hành bị dọa chết khiếp, sắc mặt biến đổi, vội nói, Gia Gia tha mạng, ta tuyệt đối không dám hại Gia Gia, trăm triệu không dám. Ta nguyện ý giao ra ấn ký bản mạng nguyên thần, trở thành thú cưỡi của Gia Gia, cầu ngài đừng giết ta. Dương Bách Xuyên cười, hắn đang chờ những lời này. Thật ra từ lúc nhìn thấy thú ngũ hành, hắn đã ảo tưởng nếu có được một con thú cưỡi uy phong như vậy thì tốt biết bao, nhưng không nghĩ đến con thú ngũ hành này lại mạnh đến vậy. Giấc mơ thú cưỡi bị phá vỡ. Nhưng thế sự khó lường, không nghĩ đến trời xui đất khiến, trời cao lại cho hắn cơ hội này. Cũng biết muốn mạnh mẽ thu phục thú ngũ hành không hiện thực, biện pháp tốt nhất là làm thú ngũ hành giao ra ấn ký bản mạng nguyên thần, như vậy có thể khống chế được nó. Nếu nó dám có tâm tư gây rối, chỉ cần một suy nghĩ hắn có thể giết chết thú ngũ hành, giao ra ấn ký bản mạng nguyên thần chẳng khác nào giao sống chết vào tay người khác. Ha ha. Ngươi còn không ngốc mấy, được, giao ấn ký bản mạng nguyên thần của ngươi ra đây, đến lúc đó ta sẽ tự mình giúp ngươi thoát vây. Dương Bách Xuyên vui đến mức nở hoa, nghĩ đến việc có một con ngũ hành thú cường đại làm thú cưỡi, trong lòng bay lên tận 9 tầng mây. Vâng vâng vâng, lập tức giao. Ngũ hành thú yếu ớt lên tiếng, ngay sau đó một kim quang giữa mày lóe lên, thú ngũ hành bản mini giống bản thể như đúc bay về phía giữa mày của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên thu hồi bản mạng nguyên thần của thú ngũ hành, xác nhận đây chính là bản mạng nguyên thần của nó, lập tức cười ha ha, từ giờ trở đi hắn có thể nắm giữ sống chết của thú ngũ hành. Nhưng Dương Bách Xuyên đang đắc ý cười to lại không nhìn thấy sâu trong mắt của thú ngũ hành lóe lên một tia sáng, sắc mặt lạnh lẽo. Dương Bách Xuyên không nhận ra vẻ khác lạ trong mắt thú ngũ hành, giờ đây hắn đã lấy được ấn ký bản mệnh nguyên thần của thú ngũ hành thì tâm tình đã rất vui vẻ rồi. Tiếp theo, hắn bắt đầu tính toán xem làm thế nào để giúp thú ngũ hành thoát khốn.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Như Thương Vũ Tình đã nói, nếu không giúp thú ngũ hành thoát ra thì cả hắn và Thương Vũ Tình cũng ra không được. Mà từ giờ về sau hắn cũng là chủ nhân thú ngũ hành, tất nhiên phải tìm cách. Thế nhưng làm sao giúp thú ngũ hành thoát ra được trong một thời gian ngắn quả thật là thành một vấn đề nan giải, vấn đề là núi đá nơi này quá đặc thù, dùng vũ lực thôi thì không thể phá nổi, nói cách khác lực lượng đạt không tới một mức nhất định thì vô tác dụng với núi đá này, nếu như nói lực lượng cường đại đến trình độ nhất định, đương nhiên có thể dùng vũ lực phá vỡ. Bất kể thế nào Dương Bách Xuyên cũng phải thử một phen, dù sao tu vi hiện tại của hắn cũng là phân thần cảnh đại viên mãn. Cộng với Thương Vũ Tình đã ở hợp thể cảnh, thực lực của hai người hợp lại cũng không nhỏ. Chuẩn bị dùng vũ lực thử xem có phá núi đá được hay không, chỉ cần có buông lỏng một chút là thú ngũ hành có thể thoát ra. Nương tử, chúng ta cùng hợp sức thử xem. Dương Mỗ dùng giọng buồn nôn gọi nương tử Thương Vũ Tình. Được rồi tướng công, với Thương Vũ Tình không dành thế sự mà nói, tướng công hay nương tử chỉ là một cách xưng hô, nàng không biết ý nghĩa của nó là gì. Dù sao bây giờ cứ nghe Dương Bách Xuyên là được. Ngay sau đó, hai người cùng ra sức, dùng sức vào tảng đá trên đầu thú ngũ hành, mỗi người đều thôi thúc chân khí của mình. Ầm ầm. Lúc này, toàn bộ ngọn núi đều rung chuyển dữ dội. Nhưng thú ngũ hành lại phải chịu đựng, trong lúc Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình ra sức, ngọn núi rung chuyển, nhưng không hề buông lỏng chút nào, ngược lại đột nhiên khiến ngọn núi đá co rút lại. Lần này thú ngũ hành đau đến gầm rú, growl growl. A, ra ra ơi, chủ nhân mau dừng lại, đầu ta bị kẹp nát rồi. Ách! Dương Bách Xuyên vội vàng dừng tay, hắn cũng không ngờ độ co lại của núi đá lại khó nhằn như thế, đã hợp sức Thương Vũ Tình mà vẫn không có cách nào. Ngược lại làm cho thú ngũ hành càng bị kẹp chặt hơn, vừa mới thấy đầu thú ngũ hành bắt đầu chảy máu ào ào giờ lại bị núi đá co rút lại kẹp chặt đầu thú ngũ hành một lần nữa. Lần này Dương Bách Xuyên cũng hoàn toàn bó tay. Growl growl, đau chết ta. Bên kia thú ngũ hành giống lên. Dương Bách Xuyên biết không thể dùng vũ lực được nữa, thú cưỡi thú ngũ hành mà hắn thu phục này bị treo lên, càng dùng vũ lực thì đầu nó càng bị kẹp nát. Tướng công, làm sao bây giờ? Chàng nhìn trên đầu thú ngũ hành đi, cứ tiếp tục như vậy, máu nó sẽ chảy cạn khô đến chết đó. Thương Vũ Tình khẽ nói. Thú ngũ hành nghe lọt những lời này thì run rẩy, đúng vậy cứ tiếp tục như này, không bị kẹp chết thì cũng chảy máu đến chết, hắn ta khóc lóc nức nở nói, chủ nhân, cầu xin người cầm máu cho ta trước đi. Dương Bách Xuyên ngẫm lại cũng đúng, nhìn xem vết thương khổng lồ trên đầu thú ngũ hành, quả thật là trông rất thảm, máu ào ào chảy ra. Hắn gật đầu nói, cũng được, để ta giúp người trị thương trước. Một quyền vào đầu thú ngũ hành thực ra đã gây thương tích. Có lẽ là từ trước. Trong đầu nghĩ đi nghĩ lại, Dương Bách Xuyên cho rằng thánh dược trị thương nhanh nhất cũng không thể bằng nước sinh mệnh, mà hiện giờ nước sinh mệnh từ 9 giọt đã thành 3 giọt, lại biến thành màu tím, số lượng tuy ít nhưng chất lượng tốt hơn nhiều, có thể thấy từ việc tưới vào cành gai mà hóa thành một gốc đại thụ, năng lượng của nước sinh mệnh màu tím này hoàn toàn không thể so sánh với nước sinh mệnh xanh ngọc vốn có. Lực sinh cơ càng cường đại hơn. Trong lòng hắn khẽ động. Trên đầu ngón tay đã xuất hiện một giọt nước sinh mệnh, hiện giờ sau khi dùng hết một giọt nước sinh mệnh, mỗi lần phải chờ 9 ngày mới có thể sinh ra giọt thứ hai, dùng hết cả 3 giọt nước sinh mệnh, cần tới 27 ngày mới có thể bổ sung hết. Trong thời gian cùng Thương Vũ Tình ở trong không gian bình càn khôn, hắn đã kịp bổ sung thêm cho giọt mình đã tưới cành gai và giọt hắn dùng, lúc này không gian đá sinh mệnh trong bình càn khôn vẫn còn 3 giọt như cũ. Dương Bách Xuyên vẫn rất để ý quy luật thời gian tiêu hao nước sinh mệnh, dù sao thứ này chữa thương rất có hiệu quả, đáng tiếc hắn phát hiện ra nước sinh mệnh cũng có thể phát huy tác dụng chữa thương đối với nhân tộc. Mà để tưới linh dược và các loại thực vật tương tự khác, nước sinh mệnh quả thực có hiệu quả nghịch thiên. Cũng không biết nước sinh mệnh tiến hóa thành màu tím có hiệu quả đối với yêu thú hay không, hoặc là nói có hiệu quả gì, nhưng nếu là trị thương thì chắc cũng thừa, vừa hay cho thú ngũ hành kia làm thí nghiệm. Dương Bách Xuyên nhìn thú ngũ hành nói, há miệng. Thú ngũ hành nhìn thấy một giọt nước màu tím hiện ra phía trước mặt Dương Bách Xuyên, nhất thời ngửi được một mùi hương kỳ lạ mà nó không cách nào kháng lại được. Nhìn thấy giọt nước màu tím này, thú ngũ hành từ sâu trong lòng muốn một ngụm nuốt vào,
mang đến cho hắn một cảm giác tựa như một giọt nước màu tím có ma lực. Sau khi Dương Bách Xuyên nói hắn ta há miệng, thú ngũ hành theo bản năng há miệng ra. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên búng ngón tay đưa nước sinh mệnh được bao quanh bởi quầng sáng màu tím vào trong miệng thú ngũ hành. Sau một khắc hắn nhìn chằm chằm thú ngũ hành, muốn xem thử nước sinh mệnh sau tiến hóa sẽ có hiệu quả gì với yêu thú. Growl. Sau khi một giọt nước sinh mệnh màu tím bị thú ngũ hành nuốt vào, ngay sau đó, miệng thú ngũ hành phát ra một tiếng kêu quái dị. Tiếng kêu lọt vào tai Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình lại có cảm giác kỳ quái, dường như là một tiếng thét dài đau khổ xen lẫn sung sướng. Ngay sau đó, sắc mặt Dương Bách Xuyên đột nhiên biến đổi, nhưng sau đó vẻ mặt Dương Mỗ lại khôi phục bình thường, trên mặt không tự chủ hiện lên vẻ mừng như điên, bộ dạng cười rất đê tiện, cứ như là một tên ăn mày phát hiện một kho báu. Growl. Thú ngũ hành lại gầm rú lên một tiếng, lúc này toàn thân thú ngũ hành bộc phát ra hào quang ngũ sắc. Khí tức cũng theo đó kích phát ra mỗi lúc một lớn, trên thân xuất hiện một cỗ khí tức khủng khiếp. Trong mắt Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình, vết thương trên đầu thú ngũ hành hồi phục trong nháy mắt với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Khí thế cường đại khiến Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình không tự chủ được lui lại phía sau. Khí thế trên người thú ngũ hành vẫn không ngừng tăng lên, hào quang toàn thân cũng càng ngày càng sáng ngời. Thương Vũ Tình không kìm được lo lắng nói, tướng công, chàng cho hắn ăn cái gì thế? Thú ngũ hành giống như tiến hóa vậy, quả thật rất mạnh. Dương Bách Xuyên nghe Thương Vũ Tình nói vậy thì nhếch miệng cười, không lo lắng chút nào, còn nói, thú ngũ hành đúng là đang tiến hóa, nhưng không cần lo lắng, đồ ta cho thú ngũ hành là đồ tốt, ha ha. Lúc này Dương Mỗ lộ vẻ mặt cười gian. Nhưng Thương Vũ Tình nghe xong ngược lại càng thêm lo lắng nói, tướng công à. Mặc dù thú ngũ hành giao ấn ký bản mệnh nguyên thần của hắn ta cho chàng, theo lý thì chàng có thể khống chế sinh tử của nó, nhưng trước kia ta từng đọc qua điển tịch, nếu nguyên thần linh thú cường đại hơn chủ nhân quá nhiều, ngược lại sẽ bị nguyên thần của linh thú phản phệ, chàng. Dương Bách Xuyên hiểu được ý của Thương Vũ Tình, đúng như lời nàng nói, cách thu phục linh thú trực tiếp, tàn bạo và hiệu quả nhất chính là khống chế ấn ký bản mệnh nguyên thần của linh thú, nếu linh thú dám phản kháng chủ nhân. Một ý niệm trong đầu chủ nhân đã có thể khiến linh thú tan thành mây khói. Nhưng có một vấn đề, một khi bản mệnh nguyên thần của linh thú cường đại hơn nguyên thần của chủ nhân quá nhiều, nếu như linh thú có ý đồ xấu muốn phản kháng chủ nhân, đến lúc đó tất nhiên người chết lại là chủ nhân, mà điều Thương Vũ Tình lo lắng đúng là như vậy. Nhưng Dương Mỗ cười ha ha nói, nương tử yên tâm, hiện giờ cứ coi như nguyên thần thú ngũ hành mạnh hơn ta gấp 10 lần, trong mắt ta nó chỉ là một con sâu. Nếu thú ngũ hành dám có ý đồ xấu, ta sẽ giáo huấn cho hắn ta một bài học sâu sắc đến mức sống không bằng chết, ha ha. Những lời tràn ngập tự tin này của Dương Mỗ lọt vào tai của Thương Vũ Tình khiến cả người nàng run lên, nhất là tiếng cười lạnh sau cùng của Dương Mỗ, thấy được Dương Mỗ vô cùng tự tin, Thương Vũ Tình cũng không nói thêm gì. Hai người tiếp tục nhìn về phía thú ngũ hành, chỉ thấy quang mang trên thân thú ngũ hành vẫn còn lấp lánh. Một lát sau, một âm thanh ầm ầm trên người thú ngũ hành vang lên. Ầm ầm. Growl. Ngay sau đó vang lên một tiếng thét dài vô cùng thoải mái. Giờ khắc này Dương Bách Xuyên cùng Thương Vũ Tình phát hiện thú ngũ hành tiến hóa, thật sự rất ngang ngược, đạt tới khí tức tương đương với độ kiếp cảnh. Trong phút chốc, chỉ thấy quang mang toàn thân thú ngũ hành lập tức biến thành một vầng thái dương nhỏ, chói mắt vô cùng. Khiến Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình không kìm được mà nhắm mắt lại. Ầm ầm. Growl. Oa ha ha, bản vương cuối cùng cũng thoát ra rồi, oa ha ha. Trong lúc đất rung núi chuyển, Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình đồng thời nhắm hai mắt lại, bên tai truyền đến tiếng cười ngạo nghễ của thú ngũ hành. Ngay sau đó, hai người mở mắt ra, phát hiện thú ngũ hành đã thoát ra, cửa động mở ra, hai người nhanh chóng chui ra ngoài động. Trong tai lập tức vang lên giọng nói lạnh như băng đầy oán hận của thú ngũ hành nói, nhân loại đáng chết hèn mọn, hiện giờ bản vương lại muốn xem thử các ngươi chết như thế nào. Tướng công, Thương Vũ Tình đột nhiên căng thẳng, chuyện nàng lo lắng nhất đã xảy ra, thú ngũ hành quả nhiên không giữ chữ tín, muốn phản chủ. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, đưa tay vỗ vỗ tay Thương Vũ Tình an ủi nói, yên tâm, tất cả đều nằm trong tay tướng công của nàng. Nếu không phải trong ánh mắt của Dương Bách Xuyên có tràn đầy tự tin,
Thương Vũ Tình sẽ cho rằng Dương Bách Xuyên có phải điên rồi hay không. Khí tức hiện tại của thú ngũ hành có thể so với độ kiếp đấy, còn hai người bọn họ thì sao? Một người là phân thần cảnh đại viên mãn, một người vừa mới bước vào hợp thể cảnh sơ kỳ, tuy là cả hai đều tiến bộ rất nhiều sau một vài lần song tu cùng nhau, thế nhưng Thương Vũ Tình biết, tu vi nhỏ bé như nàng và Dương Bách Xuyên ở trước mặt thú ngũ hành có thể so với độ kiếp cảnh thì chỉ bằng hạt cát. Trong lòng nàng sao có thể không lo lắng? Nhưng chuyện đã đến nước này, nhìn bộ dáng Dương Bách Xuyên tự tin như nắm trong lòng bàn tay, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà thú ngũ hành thấy bộ dáng của Dương Bách Xuyên thì vô cùng khó chịu, hắn ta không ngờ sau khi Dương Bách Xuyên cho hắn ta một giọt nước màu tím, không chỉ làm cho thương thế của hắn ta trong nháy mắt hồi phục như ban đầu, càng làm cho hắn ta tiến hóa tăng lên lần nữa, đạt tới cấp độ bát chuyển mà nằm mơ cũng muốn đạt tới cấp độ này, đây chính là tương đương với độ kiếp cảnh của nhân tộc đấy, thực lực đứng ở trung tâm rừng cường giả. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, ha ha, chính là nhân vật mạnh mẽ thật sự có thể tung hoành ở tu chân giới, quan trọng nhất chính là tử địch trong lòng thú ngũ hành từ 3 năm trước đã đạt tới cấp độ bát chuyển trước hắn ta một bước, điều này làm cho thú ngũ hành canh cánh trong lòng. Bởi vì hắn ta cùng tử địch đều cùng nhau sinh ra ở đất ngũ hành, con dẹp tử địch kia đột phá trước hắn ta một bước, chèn ép hắn ta khắp nơi làm cho thú ngũ hành vô cùng khó chịu. Bây giờ tốt rồi. Không ngờ trời xui đất khiến thế nào mà lại gặp tiểu tử Dương Bách Xuyên đã cho hắn ra một giọt nước màu tím thần kỳ gì đó, giúp hắn ta một lần hành động đã đột phá đến cấp độ bát chuyển. Giờ phút này, trong đầu thú ngũ hành chỉ có ý nghĩ có thù tất phải báo thù, nghĩ đến vừa rồi bị Dương Bách Xuyên đánh thành đầu heo, bị hắn uy hiếp. Cả người thú ngũ hành khó chịu, hắn ta đường đường là ngũ hành vương, từ lúc nào lại bị một nhân loại sỉ nhục như thế? Nhân loại thấp kém vô sỉ. Đã chết đến nơi rồi còn ra vẻ ta đây, trái lại bổn vương muốn nhìn xem ngươi ngông cuồng đến mức nào, biết điều thì giao loại giọt nước màu tím vừa rồi của ngươi ra đây, bổn vương có thể cân nhắc tha cho các ngươi một con đường sống, để lại nửa cái mạng cho các ngươi. Thú ngũ hành nếm được vị ngọt của nước sinh mệnh, đương nhiên sẽ không bỏ qua nước sinh mệnh trên người Dương Bách Xuyên, mắt hắn ta bốc lên tinh quang nhìn Dương Bách Xuyên đầy vẻ uy hiếp. Dương Bách Xuyên nở nụ cười rồi nhìn thú ngũ hành. Vẻ mặt đùa ngược nói, hình như ngươi đã quên mất ấn ký bổn mạng nguyên thần trong tay chủ nhân rồi, nói cách khác mạng nhỏ của ngươi nằm trong tay bổn chủ nhân đấy, hà cớ gì phải kiêu ngạo như thế. Thật đúng là vong ân phụ nghĩa mà, ngươi nhìn xem ta có tấm lòng tốt đã cứu ngươi, còn cho ngươi thoát khốn, cho ngươi thăng cấp đến cấp độ bát chuyển, ngươi chẳng những không cảm tạ ơn của bản chủ nhân mà còn uy hiếp, sao thế, ngươi muốn phản chủ sao? Hoa ha ha, thú ngũ hành cười điên cuồng. Lông tóc trên thân hình thật lớn trong tiếng cười điên cuồng đều đang tung bay, tựa như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian. Ngay sau đó, thú ngũ hành tràn đầy châm chọc nói, chủ nhân. Ta khinh, ngươi là một nhân loại thấp kém mà cũng xứng làm chủ nhân của bổn vương sao? Ha ha, nói thật cho ngươi biết, đích thật là ấn ký bổn mãng nguyên thần của bản vương đã giao cho ngươi không sai, nhưng bản vương muốn nói cho ngươi biết một điều, bổn vương chính là thú ngũ hành độc nhất vô nhị trên thế gian. Nghe cho kỹ, thú ngũ hành độc nhất vô nhị nha, ngươi chỉ là một nhân loại thấp kém mà biết bổn vương được xưng là thú ngũ hành, có năm đại nguyên thần sao, ha ha ha. Nói đến đây, thú ngũ hành lại cười điên cuồng một trận, sau khi ngừng cười lại tiếp tục nói, cho nên, bổn vương tổn thất một phần bổn mạng nguyên thần cũng không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì bổn vương có năm đại nguyên thần là có năm cái mạng, cho dù ngươi tiêu diệt một phần nguyên thần của bổn vương, vốn dĩ vẫn còn bốn phần nguyên thần. Nguyên thần ngũ hành vẫn có thể khôi phục lại, có thể làm gì được. Ngươi thật sự cho rằng bổn vương đường đường là ngũ hành vương mà sẽ khuất phục trước một nhân loại thấp kém như ngươi sao, sẽ làm vật cưỡi cho ngươi à? Ngươi mà xứng làm chủ nhân của bổn vương ư? Oa ha ha ha, lấy bản mệnh nguyên thần kia uy hiếp bổn vương, tiểu tử ngươi tìm nhầm đối tượng rồi, ha ha ha. Thú ngũ hành cười điên cuồng, cười đến nỗi nước mắt cũng muốn chảy ra. Thương Vũ Tình nghe thú ngũ hành nói vậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chuyện nàng lo lắng nhất vẫn xảy ra rồi, ai cũng biết bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc thì đều chỉ có một nguyên thần, nhưng không nghĩ tới thú ngũ hành lại có năm đại nguyên thần, bây giờ nghĩ lại thật đúng là có khả năng, bởi vì hắn ta được xưng là thú ngũ hành, chính là dị thú do trời đất sinh ra. Lúc này, sắc mặt Thương Vũ Tình tái nhợt nhìn về phía Dương Bách Xuyên, vừa muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy trên mặt Dương Bách Xuyên tràn đầy ý cười.
Điều này làm cho Thương Vũ Tình khó hiểu, cũng cảm thấy một rất yên lòng. Chỉ nghe Dương Bách Xuyên hí hửng nói, a, thì ra là thế, chẳng trách ngươi dám không kiêng nể gì cả, ta cũng thắc mắc, sinh linh thế gian kia sao lại dám lấy bản mệnh nguyên thần của mình ra đùa giỡn, thì ra là có năm đại nguyên thần. Thú ngũ hành là ngũ đại nguyên thần à, thì ra là thế. Dương Bách Xuyên nói đến câu cuối thì tự mình gật đầu, giống như là đã chợt hiểu ra. Nhưng ngay sau đó, Dương Mỗ cười nhìn về phía thú ngũ hành, vẻ mặt vẫn ngông cuồng như trước, bộ dáng không thèm để ý chút nào nói, thật ra thì, ta cũng nói cho ngươi biết một bí mật, trước khi ngươi chưa ăn nước sinh mệnh của bổn chủ nhân, nếu ngươi nói ngươi có ngũ đại nguyên thần thì có thể ta thật sự sẽ sợ. Nói đến đây Dương Bách Xuyên cố ý dừng lại. Mà trong lòng thú ngũ hành lại cảm thấy bối rối khó hiểu, tại sao hắn ta lại nghe ra được, Dương Bách Xuyên hiện giờ không hề sợ hắn ta mà còn kiêu ngạo hơn cả hắn ta. Hắn ta nghĩ kỹ lại, Dương Bách Xuyên vừa mới nói một câu, trước khi ngươi chưa ăn nước sinh mệnh của bổn chủ nhân, sau câu nói này đã làm cho thú ngũ hành cảm thấy bất an. Chẳng lẽ tên nhân loại thấp kém này cũng có hậu thủ gì? Cho dù có thì bổn vương cũng không sợ. Hiện giờ bổn vương đường đường là cấp độ bát chuyển, tu vi của nhân loại thấp kém cũng chưa có hợp thể cảnh, trong mắt bổn vương chỉ là con kiến hôi, bổn vương ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể dở trò gì. Thú ngũ hành thầm nghĩ, nghĩ như thế nên trong lòng hắn ta đã kiên định hơn nhiều. Nhưng nhìn vẻ mặt Dương Bách Xuyên vô cùng bình tĩnh, thú ngũ hành vẫn có chút bất an nói, ngươi muốn nói cái gì? Hiện giờ bổn vương đường đường là tu vi bát chuyển, chẳng lẽ lại sợ nhân loại thấp kém như ngươi sao? Lúc này, sâu thẳm trong nội tâm của thú ngũ hành thật sự đã nghi thần nghi quỷ, chỉ là ngay cả chính hắn ta cũng không biết mà thôi. Bởi vì biểu hiện của Dương Bách Xuyên thật sự quá chấn định, hoàn toàn không phải là biểu hiện của một tu sĩ phân thần cảnh đối mặt với một người yêu thú có thể với độ kiếp cảnh cường đại. Thú ngũ hành bất an cũng là bình thường. Lúc này, chỉ nghe Dương Bách Xuyên cười lạnh, ôn tồn nói, thật ra bổn chủ nhân muốn nói, ngươi đúng là một tên thiếu thông minh. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ lại, hiện giờ ngươi thăng cấp cường đại là do dùng nước sinh mệnh của bản chủ mới được sao? Nếu bổn chủ nhân đã có thể cho ngươi một bước lên thiên đường, cũng có thể khiến ngươi bước xuống địa ngục, ha ha. Hiện giờ bổn chủ nhân có thể nói cho ngươi biết, bổn chủ nhân ta không cần áp chế bổn mạng nguyên thần của ngươi vẫn có thể khiến ngươi sống không bằng chết, ha ha, cho dù ngươi có vạn cái mạng, bổn chủ nhân muốn ngươi chết cũng chỉ là chuyện trong một ý niệm mà thôi. Hắn vừa nói ra câu này, thú ngũ hành lập tức giận dữ, không áp chế được lửa giận, lập tức hét lên, bổn vương ngược lại muốn nhìn xem trước thực lực cực hạn của một nhân loại thấp kém như ngươi có thể làm nên sóng gió gì mà có thể khiến bổn vương chết. Trong tiếng giống giận, thú ngũ hành đột nhiên nhào về phía Dương Bách Xuyên, giờ một chảo lên phát ra khí thế rời núi lấp biển đánh về phía đầu Dương Bách Xuyên. Sau khi Thương Vũ Tình cảm nhận được uy thế cường đại của thú ngũ hành, sắc mặt nàng biến đổi muốn tiến lên. Bất kể như thế nào thì ở trong mắt nàng tuyệt đối không thể để cho Dương Bách Xuyên bị thương. Không nghĩ tới thú ngũ hành thật sự sẽ phản chủ. Nhưng Thương Vũ Tình vừa động đã bị Dương Bách Xuyên ngăn lại. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên nhìn một chảo của thú ngũ hành bay tới khí thế hung mãnh sắp đến đỉnh đầu mình, cũng là cười lạnh rồi nói, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử hậu quả của việc phản chủ, gục xuống cho ta. Từ gục xuống vừa được thốt ra. Sau một khắc, sắc mặt thú ngũ hành biến đổi, máu toàn thân đều cảm giác như bắt đầu cháy rực, sự thiêu đốt này xâm nhập linh hồn, cùng lúc đó hắn ta cảm thấy ngũ đại nguyên thần giống như đều bị hỏa diễm thiêu đốt, lại giống như là bị vạn kiếm xuyên tâm. Bụp! Thân thể to lớn của thú ngũ hành đột nhiên giống như mất cân bằng rồi rơi xuống đất, vang lên một tiếng đụng nặng nề. Ngay sau đó, thú ngũ hành nằm sấp trên mặt đất, trong miệng phát ra một loạt tiếng kêu quái dị, gừ gừ gừ. A a a a. Vô cùng thảm thiết. Gừ gừ gừ, chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng, ra ra tha mạng đi, ra ra tha mạng đi, ta không dám nữa, tha mạng tha mạng. Thú ngũ hành lăn lộn trên mặt đất, miệng kêu thảm thiết cầu xin ra ra nãi nãi tha mạng. Tuy nhiên, ý cười trên khóe miệng Dương Mỗ càng ngày càng lạnh, trong lòng quả thật yên lặng cảm ứng nước sinh mệnh ở trong cơ thể thú ngũ hành nổ vang, hắn chỉ cần đi cảm ứng nước sinh mệnh. Làm cho lực lượng của nước sinh mệnh ở trong cơ thể thú ngũ hành sôi trào bơi đi thì thú ngũ hành sẽ sống không bằng chết. Chính là sau khi Dương Bách Xuyên cho thú ngũ hành ăn nước sinh mệnh mới phát hiện ra bí mật to lớn này,
hắn phát hiện sau khi nước sinh mệnh bí mật tăng cấp, hóa thành nước sinh mệnh màu tím, bí mật đối với yêu thú chính là lên thiên đường thì ít mà xuống địa ngục thì nhiều. Cũng là chỗ dựa lớn nhất nên hắn không thèm để ý chút nào, từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều trấn định tự nhiên. Thông qua nước sinh mệnh màu tím, hắn dùng một ý niệm khiến thú ngũ hành lên thiên đường. Một ý niệm cũng có thể khiến hắn ta xuống địa ngục, ý nghĩa thật sự chính là khống chế sinh tử. Hắn chưa từng nghĩ tới nước sinh mệnh sau khi thăng cấp thành màu tím lại có hiệu quả kỳ diệu đối với yêu thú, chẳng những có thể làm cho yêu thú tiến hóa, quan trọng là còn có thể khống chế yêu thú. Đây là điều Dương Bách Xuyên chưa từng nghĩ tới. Hơn nữa sự khống chế này vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Sau khi thú ngũ hành ăn một giọt nước sinh mệnh, Dương Bách Xuyên lập tức cảm nhận được tất cả của thú ngũ hành, tất cả từ trong ra ngoài, máu thịt, yêu đan, nguyên thần, tất cả đều hiện ra trong đầu Dương Bách Xuyên, cảm giác này giống như đó là một bộ phận của Dương Bách Xuyên. Đó là cảm ứng mạnh mẽ giữa nước sinh mệnh và hắn. Là nước sinh mệnh sau khi thăng cấp mới thần kỳ như thế. Bây giờ ngẫm lại, nước sinh mệnh xuất phát từ bình càn khôn, mà Dương Bách Xuyên hắn theo lý chính là chủ nhân của bình càn khôn, vốn dĩ nước sinh mệnh chính là đồ mà bình càn khôn ban cho hắn, thú ngũ hành ăn nước sinh mệnh thì chẳng khác nào Dương Bách Xuyên nắm sự sống chết của thú ngũ hành trong tay. Đừng nói là hắn ta có năm đại nguyên thần, cho dù thú ngũ hành có 5 vạn nguyên thần thì Dương Bách Xuyên vẫn có thể khiến cho thú ngũ hành xuống địa ngục chỉ với một ý niệm. Cho nên ngay từ đầu Dương Bách Xuyên hoàn toàn không hề lo lắng thú ngũ hành sẽ giở trò. Ngay thời khắc thú ngũ hành này sinh ý đồ xấu thì hắn đã biết, tên này thật sự có 5 đại nguyên thần, 5 đại nguyên thần kim mộc thủy hỏa thổ, chính xác được xưng là thú ngũ hành không sai chút nào. Hắn âm thầm tán thưởng tạo hóa thật thần kỳ, mọi người đều biết sinh linh tu luyện trên thế gian đều chỉ có một nguyên thần, nhưng thú ngũ hành thì lại có 5 cái. Như thú ngũ hành nói, cho dù bị tiêu diệt một cái trong số đó cũng không làm mất mạng hắn ta, cùng lắm chỉ bị hao tổn nguyên thần mà thôi, ngũ hành bổ sung cho nhau, sau này vẫn có thể khôi phục lại. Đương nhiên chỉ cần 5 đại nguyên thần của thú ngũ hành đồng thời bị tiêu diệt thì hắn ta sẽ phải chết, nhưng ai có thể tiêu diệt đồng thời hoặc là nói ai mà biết tên này có 5 đại nguyên thần chứ? Dưới tình huống bình thường thì thú ngũ hành sẽ là tồn tại bất tử, có 5 cái mạng sẽ có thể hồi phục liên tục. Ý thức chủ yếu của hắn ta có thể chuyển đổi lẫn nhau giữa 5 đại nguyên thần, cho nên nói thú ngũ hành tự xưng mình là độc nhất vô nhị trên thế gian cũng không sai. Nhưng đáng tiếc hắn ta lại gặp phải Dương Bách Xuyên. Bình càn khôn tạo hóa thần kỳ, ngay cả Vân Thiên Tà được xưng là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn cũng phải gọi là thần vật, nhưng vẫn không thể nhìn thấu bình càn khôn. Trái lại, nước sinh mệnh xuất hiện trong bình càn khôn đương nhiên cũng không phải thứ có thể nhìn thấu theo lẽ thường. Để thú ngũ hành một phát đã đạt tới cấp độ bát chuyển nhưng cũng giao tai họa trong cơ thể hắn ta, khiến Dương Bách Xuyên có cơ hội nắm sinh tử của hắn ta trong tay. Dưới tình huống Dương Mỗ nhìn thú ngũ hành hống hách như thế giống như là nhìn kẻ ngốc vậy, đầu tiên là để cho thú ngũ hành lên thiên đường, sau khi đưa hắn ta lên thật cao lại đột nhiên đánh thú ngũ hành xuống địa ngục, một chiêu tàn nhẫn này cũng đủ để cho thú ngũ hành ghi nhớ cả đời. Hiện giờ, Dương Bách Xuyên vừa động ý niệm là có thể khiến nước sinh mệnh nổ vang trong cơ thể thú ngũ hành, ở trong cơ thể thú ngũ hành dày vò hắn đến sống không bằng chết, đồng nghĩa với việc muốn diệt hắn cũng chỉ là chuyện của một ý niệm. Nhưng Dương Bách Xuyên sẽ không giết thú ngũ hành, vất vả lắm mới thu phục được một tòa kỵ có thể so với độ kiếp kỳ như vậy, lại là dị thú ngũ hành nguyên thần độc nhất vô nhị trên thế gian, làm sao có thể cam lòng giết được. Hơn nữa còn phải trông cậy vào thú ngũ hành đưa hắn và Thương Vũ Tình đi tìm cỏ ngũ khí triều nguyên, dù sao sự sống chết của thú ngũ hành cũng nằm trong tay hắn, hiện giờ hắn có nhắm mắt cũng không sợ thú ngũ hành chút nào. Hắn làm thế chỉ là muốn dạy cho thú ngũ hành một bài học mãi mãi không thể nào quên. Sự thần kỳ nước sinh mệnh thật sự đã làm cho Dương Bách Xuyên lần nữa cảm nhận được sự thần bí vĩ đại của bình càn khôn. Một giọt nước sinh mệnh còn tạo nên gông xiềng ghê gớm hơn ngàn vạn ấn ký bản mệnh nguyên thần. Dùng bản mệnh nguyên thần để khống chế yêu thú vẫn phải lo lắng tu vi của yêu thú cao hơn chủ nhân quá nhiều thì sẽ bị cắn trả, thế nhưng nước sinh mệnh hoàn toàn không có hạn chế về mọi mặt, gần như có thể nói là không hề có giới hạn khống chế. Cho dù là một thần thú, chỉ cần để cho nó ăn nước sinh mệnh thì Dương Bách Xuyên tin chắc là đều có thể nắm trong tay sống chết của nó mà không sợ cắn trả. Thú ngũ hành kêu thảm thiết liên tục,
gào thét quay cuồng tại chỗ, luôn miệng cầu xin tha thứ nhưng Dương Bách Xuyên giả ngơ giả điếc, tiếp tục tra tấn thú ngũ hành. Thương Vũ Tình ở một bên nhìn đến trợn tròn mắt, nàng không hề biết Dương Bách Xuyên dùng nước sinh mệnh khống chế thú ngũ hành, một phút trước nàng còn vô cùng lo lắng cho Dương Bách Xuyên, một giây sau lại chỉ nghe Dương Bách Xuyên quát lên bảo thú ngũ hành nằm gục xuống, thú ngũ hành lập tức từ giữa không trung rơi xuống đất bắt đầu lăn lộn kêu thảm thiết. Ở trong mắt Thương Vũ Tình, vị tổ sư thúc tướng công này quả thực chính là thần nhân, không hề thấy hắn làm gì, chỉ mới nói một câu đã khiến thú ngũ hành kêu thảm thiết lăn lộn. Xem ra hắn ta đang đau đến chết đi sống lại. Sau khi trừng phạt thú ngũ hành suốt hơn nửa tiếng sau, lông toàn thân thú ngũ hành ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn, hoàn toàn biến thành chó chết, nằm trên mặt đất không động đậy. Lúc này Dương Mỗ mới ngừng trừng phạt thú ngũ hành, sau đó cười híp mắt đi qua ngồi xổm bên cạnh đầu thú ngũ hành hỏi ai mới thấp kém. Thú ngũ hành đáng thương chớp mắt mà không nói gì. Ngay sau đó, Dương Mỗ cười ha ha nói, bổn chủ nhân hỏi ngươi thì tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn trả lời, nếu không, ha ha. Tiếng cười lạnh lẽo làm cho thú ngũ hành dùng mình rồi lật người dậy, hai chân trước run rẩy cố gắng quỳ trước người Dương Bách Xuyên vội vàng nói, hồi bẩm chủ nhân, là ta thấp kém. Thú ngũ hành đáng thương, hiện giờ từ sâu trong linh hồn hắn ta cảm thấy Dương Bách Xuyên chính là ác ma, trong đầu không hề có chút ý nghĩ phản kháng nào, chỉ biết thành thật trả lời. Ha ha, ta là ai? Dương Mỗ tiếp tục hỏi. Ngài là chủ nhân của ta, thú ngũ hành nơm nớp lo sợ trả lời. Vậy thì, ngươi là ai? Dương Mỗ cười híp mắt rồi lại hỏi. Ta là thú ngũ hành, ta là vật cưỡi trung thành nhất của chủ nhân. Thú ngũ hành rơm rớm nước mắt trả lời. Không tự xưng là bổn vương nữa sao? Dương Bách Xuyên cười ha ha rất đê tiện. Thú ngũ hành lắc đầu như trống lắc, không dám không dám. Hay là, ngươi thử cắn trả chủ nhân ta xem, dù sao ngươi cũng được xưng là có năm đại nguyên thần, xem thử ngươi có thể giết chết chủ nhân như ta hay không, ha ha. Dương Mỗ giống như là một quân sư bày mưu tính kế, cười ra chủ ý cho thú ngũ hành. Thế nhưng thú ngũ hành đã sắp khóc, lúc này hắn ta biết cho dù có một vạn nguyên thần cũng không làm được gì Dương Bách Xuyên nữa, bởi vì ý nghĩ sống không bằng chết trong đầu vừa rồi đã nói cho thú ngũ hành biết. Sau khi hắn ta nuốt một giọt nước màu tím đã hoàn toàn bị chủ nhân trước mắt khống chế sự sống chết từ trong ra ngoài rồi, thú ngũ hành có cảm giác chỉ cần trong đầu chủ nhận động ý niệm thì năm đại nguyên thần của hắn ta sẽ tan thành mây khói. Giờ phút này, nghe thấy Dương Bách Xuyên nói chuyện một cách châm chọc, trong lòng hắn ta run rẩy, khóc nức nở nói, cầu xin chủ nhân tha mạng, ta không dám nữa đâu, thật sự không dám, cầu xin chủ nhân khai ân tha mạng. Ta nhất định làm một vật cưỡi trung thành, chủ nhân bảo ta đi hướng đông ta tuyệt đối không dám đi hướng tây. Miệng thú ngũ hành nói tiếng người, cái đầu to lớn liên tục dập đầu với Dương Bách Xuyên để cầu xin tha thứ, hiện giờ ngay cả linh hồn của hắn ta cũng sợ Dương Bách Xuyên. Dương Mỗ cuối cùng đã hài lòng, cũng đã xả được cơn giận, lập tức đứng dậy thu lại ý cười trên mặt, giọng nói vô cùng lạnh lùng cất lên, lần này ta tha mạng cho ngươi, nếu ngươi lại có ý đồ xấu thêm một lần nữa. Ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục. Cả người thú ngũ hành run lên, lắp bắp nói, không dám, không dám. Được rồi, đi thôi, sau này ta sẽ gọi ngươi là tiểu ngũ, dẫn ta đi tìm cỏ ngũ khí triều nguyên. Dương Mỗ giày vò đủ rồi, chuẩn bị làm chuyện chính, mục đích lần này chính là tìm kiếm cỏ ngũ khí triều nguyên. Thú ngũ hành sửng sốt, lập tức có chút ấp úng. Dương Bách Xuyên trừng mắt nói, sao còn chần chừ thế? Không không không, chủ nhân hiểu lầm rồi, ở đất địa nguyên đích thật là có cỏ ngũ khí triều nguyên, nhưng nơi cỏ ngũ khí triều nguyên sinh trưởng đã bị kẻ thù của ta chiếm đoạt. Ta, tạm thời không thể đánh bại con dẹp đó. Nói đến câu cuối cùng, thú ngũ hành cũng có chút xấu hổ. Dương Bách Xuyên nhìn bộ dáng xấu hổ của tên này cũng thấy buồn cười, nhưng nghĩ cũng đúng, ban đầu hắn ta còn xưng là vương giả gì đó, hiện giờ lại nhảy ra một kẻ thù mà mình đánh không lại. Nhìn ra được tên này cũng là một kẻ rất sĩ diện. Nhưng thú ngũ hành không chỉ nhắc tới con dẹp đó một lần, hiện giờ xem ra cũng là một nhân vật lợi hại. Dương Bách Xuyên nhíu mày hỏi, chẳng phải ngươi vừa mới thăng cấp sao? Vậy mà vẫn đánh không lại kẻ thù chết tiệt của ngươi à? Thú ngũ hành xấu hổ nói, chủ nhân có điều không biết, con dẹp sinh ra cùng ta ở đất ngũ hành này, năng lực cũng không nhỏ hơn ta. Hơn nữa, vào 8.000 năm trước,
sau khi bị người của tinh thần môn các ngươi hãm hại ta, làm cho ta bị thương, con dẹp kia đã nhân cơ hội chiếm cứ nơi mà cỏ ngũ khí triều nguyên sinh trưởng, nhiều năm dùng cỏ ngũ khí triều nguyên. Cho nên hắn ta thăng cấp nhanh hơn ta, từ 3 năm trước hắn ta đã thăng cấp đến bát chuyển, hơn nữa còn thuận lợi vượt qua đại thiên kiếp, mà hiện giờ ta vừa mới thăng cấp đến bát chuyển, còn chưa vượt qua thiên kiếp nên đương nhiên đánh không lại hắn. Hiện giờ cùng lắm thì cũng chỉ có cảnh giới của ta đạt tới cấp độ bát chuyển, còn muốn thân thể thật sự cường đại và cảnh giới cùng nhau bước vào bát chuyển thì cần phải vượt qua đại thiên kiếp mới được, vượt qua đại thiên kiếp mới là thoát thai hoán cốt, đến lúc đó ta mới nắm chắc đánh thắng con dẹp kia. Chủ nhân yên tâm, trong vòng nửa năm là ta có thể đánh bại thiên kiếp, chỉ cần vượt qua đại thiên kiếp là ta có thể chắc chắn lấy được cỏ ngũ khí triều nguyên cho chủ nhân. Nửa năm, không được, thời gian quá dài, ta không thể chờ đợi lâu như vậy. Dương Bách Xuyên lắc đầu tiếp tục nói, nếu như cộng thêm hai bọn ta, ba người chúng ta cùng lên thì có thể chắc chắn bắt được con dẹp mà ngươi nói không? Nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy, Thú Ngũ Hành ngây ngẩn cả người, vốn dĩ hắn ta cứ tưởng sau khi Dương Bách Xuyên thu phục mình trở thành vật cưỡi thì vận mệnh của hắn ta chỉ có thể lên núi đao xuống biển lửa theo lời chủ nhân nói. Dương Bách Xuyên đưa ra yêu cầu là cần cỏ ngũ hành, Thú Ngũ Hành lại nghĩ là chủ nhân sẽ bắt hắn ta đi chịu chết, bắt hắn ta phải đi chiến đấu một mất một còn với kẻ thù không đội trời chung. Không ngờ chủ nhân này lại nói một câu, cộng thêm hai người bọn họ. Đây là điều Thú Ngũ Hành sẽ không ngờ tới, Thú Ngũ Hành chỉ nghĩ đã làm chủ nhân thì chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm, hiện giờ xem ra chủ nhân này cũng không tệ lắm, không có ý nghĩ để cho Thú Ngũ Hành đi chịu chết. Sau khi suy nghĩ một hồi, Thú Ngũ Hành nói, chủ nhân, nếu như cộng thêm hai người các ngươi thì chúng ta vẫn có cơ hội, đương nhiên cho dù chém không được con dẹp kia thì ta và ngươi cùng nhau ngăn cản con dẹp kia, để chủ mẫu đi hái cỏ ngũ khí triều nguyên cũng thuận lợi. Tốt. Cứ làm như thế đi, mục đích của chúng ta chủ yếu là cỏ ngũ khí triều nguyên, lấy được linh dược mới là điều quan trọng, chỉ cần cố gắng tránh là được chứ không cần liều mạng, ở đây vậy, người dẫn đường đi, chúng ta vừa đi vừa nói tình hình. Lúc này Dương Bách Xuyên bấm tay tính toán, từ khi xuất môn đến bây giờ tính ra cũng đã qua hơn một tháng, hắn không thể nào chờ nửa năm sau để Thú Ngũ Hành vượt qua đại thiên kiếp mới nghĩ cách đi kiếm cỏ ngũ khí triều nguyên được, cho dù hắn có thể chờ thì tinh thần môn cũng không đợi được. Mời chủ nhân và chủ mẫu ngồi lên. Hiện giờ Thú Ngũ Hành đã hoàn toàn thần phục Dương Bách Xuyên, không dám giở trò bịp bợm gì nữa, vội vàng để Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình ngồi lên lưng hắn ta, ngoan ngoãn làm vật cưỡi. Sau khi bị Dương Bách Xuyên dạy dỗ một phen, trong lòng Thú Ngũ Hành chỉ muốn lấy lòng chủ mẫu chứ không dám có bất kỳ sự bất kính nào. Còn đi nịnh bợ cả Thương Vũ Tình, miệng gọi nàng là chủ mẫu. Sắc mặt Thương Vũ Tình đỏ lên, cũng không nói gì. Dương Bách Xuyên mỉm cười nói, tiểu tử này, người cuối cùng cũng biết điều rồi, biểu hiện không tệ, tiếp tục cố gắng đi. Hắn khen Thú Ngũ Hành một câu, sau đó gật đầu ra hiệu cho Thương Vũ Tinh nhảy lên ngồi trên lưng Thú Ngũ Hành. Thú Ngũ Hành thân dài ba thước, hình thể khổng lồ, hắn cõng ba người trên lưng cũng không có chút vấn đề nào. Sau khi Thương Vũ Tinh ngồi lên xong, Thú Ngũ Hành vững chắc bay lên. Tứ chi dẫm lên trong không khí giống như là dẫm lên mặt đất, có thể giữ vững thăng bằng mà chạy trên không trung. Dương Bách Xuyên cũng có thể cảm nhận được, tứ chi của Thú Ngũ Hành có khí ngũ hành cuồn cuộn không ngừng hội tụ, cung cấp cho Thú Ngũ Hành sử dụng. Tuy là tên này không có cánh nhưng vẫn có thể chạy như điên trên không trung và phi hành mà không có bất kỳ khác biệt gì với có cánh, cũng không có chút cảm giác sóc nảy nào. Dương Bách Xuyên ngồi trên lưng Thú Ngũ Hành, trong lòng rất vui sướng. Cuối cùng cũng có vật cưỡi thay cho việc đi bộ rồi, tướng mạo của Thú Ngũ Hành uy mãnh nhưng không hung ác lại còn có thể so với tu vi độ kiếp kỳ, cưỡi trên lưng nó quả thật rất đẹp rất phong cách. Vừa chạy đi, Dương Bách Xuyên vừa hỏi, đúng rồi, ngươi nói thử xem kẻ thù không đội trời chung là con dẹp mà ngươi nhắc tới rốt cuộc như thế nào vậy? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hồi bẩm chủ nhân, thật ra con dẹp kia là một con rắn năm đầu, nó giống như ta. Cũng có thể hấp thụ lực ngũ hành của trời đất. Hắn ta là một con rắn thân dài có 5 cái đầu lưỡi, cũng có 5 cái mạng, quan trọng nhất là 5 cái đầu rắn. 5 đầu rắn có thể phun ra ngũ độc ngũ khí, rất đáng sợ. 5 đầu rắn độc có thể ăn mòn nguyên thần, hóa đá thép mục, đều độc hại đối với thân thể và nguyên thần. Đến lúc đánh nhau với hắn ta, chủ nhân và chủ mẫu phải tuyệt đối cẩn thận nọc độc của rắn 5 đầu,
một khi chúng độc thì không chết cũng coi như mất nửa cái mạng, quan trọng là sau khi chúng độc thì rất khó giải độc. Ta và con dẹp đó đều được xưng là ngũ hành, rắn độc năm đầu, ngũ hành đan xen rất đáng sợ. Lúc nói chuyện, thú ngũ hành vẫn bày ra dáng vẻ rất sợ hãi, rõ ràng là đã từng nếm trải thiệt thòi. Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình hết sức lưu ý điểm này, người có thể khiến thú ngũ hành kiêng dè như thế thì rắn năm đầu cũng không phải hạng người đơn giản. Tên năm đầu kia ở đâu? Dương Bách Xuyên hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, rắn năm đầu đang ở đầm Hàn Bích Ba cách đây 60 dặm, chỗ ở của con dẹp đó vốn là nơi âm lãnh máu lạnh nhất, cỏ ngũ khí triều nguyên sinh trưởng bên cạnh đầm Hàn Bích Ba, cỏ ngũ khí triều nguyên vốn dĩ là bảo dược do tinh hoa ngũ khí của thiên địa sinh ra. Ngày thường bị con dẹp kia chiếm lĩnh gắt gao, sinh linh trong phạm vi 10 dặm tới gần đều bị con dẹp đó giết chết bá đạo ngay tại chỗ. Cách 300 năm mới xuất hiện một gốc cỏ ngũ khí triều nguyên được sinh ra, quá trình sinh trưởng cần 300 năm, lại thêm 300 năm nữa mới trưởng thành. Ở đầm Hàn Bích Ba cũng sinh trưởng được 3 gốc cây, thời gian trưởng thành của 3 gốc này cũng khác nhau, tính toán thời gian thì lúc này chắc cũng có một gốc trưởng thành rồi. Thú ngũ hành vừa phi hành trên không trung vừa giải thích cho Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình nghe, bất chi bất giác đã đến nơi. Chủ nhân, phía dưới hình như là ranh giới đầm Hàn Bích Ba, chúng ta phải xuống phía dưới rồi đi một đoạn đường nữa. Ở đầm Hàn quanh năm có hàn khí phảng phất bay lên không trung, bởi vì con dẹp rắn năm đầu kia ở trong đó nên hàn khí cũng đã nhuốm độc, không thể bay qua. Trong lúc nói chuyện, thú ngũ hành bay xuống phía dưới. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn cũng thấy được bầu trời ở phương xa tràn ngập sương mù. Thay vì nói nơi này là đầm Hàn Bích Ba thì chi bằng nói ở đây thực ra là đất ngũ hành. Sau khi thú ngũ hành đáp xuống, Dương Bách Xuyên lập tức cảm nhận được khí lạnh tập kích cả người, trong không khí cũng có mùi tanh hôi, chắc có thể là bởi vì có rắn năm đầu ở trong đó. Nơi bọn họ đặt chân là một mảnh rừng cây nhỏ, theo lời thú ngũ hành kể lại. Xuyên qua mảnh rừng cây nhỏ này chính là đầm Hàn Bích Ba. Chưa đến 5 phút, thú ngũ hành đã dẫn Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình xuyên qua rừng cây nhỏ, trước mắt quả nhiên xuất hiện một cái đầm băng rất lớn, nhìn diện tích đường kính ước chừng 80-90 mét, mặt nước vô cùng yên lặng, thoạt nhìn rất sâu. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng luồng khí lạnh bốc lên trên, chứng tỏ nước trong đầm Hàn Bích Ba vô cùng rét lạnh, thú ngũ hành nói rắn năm đầu đang ở trong đầm Hàn. Mà ở trên bờ đối diện cách đầm Hàn Bích Ba không xa, Dương Bách Xuyên thấy được có ánh sáng vô sắc đang tỏa ra, trong vầng sáng mơ hồ có thể nhìn thấy có 3 chấm tròn. Lúc này thú ngũ hành nói, chủ nhân, thứ tỏa ra ánh sáng vô sắc bên kia bờ chính là cỏ ngũ khí triều nguyên, các ngươi nhìn xem trong vầng sáng đó có 3 chấm tròn chính là 3 gốc cỏ ngũ khí triều nguyên, đợi lát nữa hai chúng ta cầm chân rắn năm đầu để cho chủ mẫu đại nhân đi hái cỏ ngũ khí triều nguyên. Hay là để ta và thú ngũ hành cầm chân rắn năm đầu, tướng công, lúc đó chàng đi hái cỏ ngũ khí triều nguyên đi. Thương Vũ Tình nói, nàng nghĩ là dù sao tu vi của nàng cũng cao hơn Dương Bách Xuyên một bậc, mà rắn năm đầu lại là vật kịch độc, không dễ đối phó, cho nên nàng và thú ngũ hành đi cầm chân rắn năm đầu vẫn an toàn hơn là để Dương Bách Xuyên đi. Dương Bách Xuyên đương nhiên hiểu được Thương Vũ Tình lo lắng cho mình, trong lòng cảm động, nhà đầu này tuy là đơn thuần nhưng tâm địa thiện lương. Mà lại không có kinh nghiệm chiến đấu gì, coi như tu vi của nàng mạnh hơn hắn một bậc nhưng đi đánh nhau với vật kịch độc như rắn năm đầu thì Dương Bách Xuyên không yên tâm, nàng đi hái cỏ ngũ khí triều nguyên vẫn thích hợp nhất. Hắn vừa định mở miệng nói với Thương Vũ Tình thì dưới đầm Hàn vang lên tiếng ủng ục, hai người cùng một thú quay đầu lại, chỉ thấy đầm Hàn giống như nước sôi dâng trào, nổi lên rất nhiều bọt nước. Con dẹp đó ra ngoài rồi, thú ngũ hành lạnh lùng nói. Rào rào. Thú ngũ hành vừa dứt lời, đầm Hàn vang lên tiếng rào rào, bọt nước văng khắp nơi, sông khí cao 7-8 mét. Ngay sau đó, một thân ảnh màu sắc sặc sỡ xuất hiện. Đúng như thú ngũ hành nói, trong đầm Hàn xuất hiện một con rắn năm đầu có 5 cái đầu. Đột nhiên nhìn lại có hơi giống rắn hổ mang, thân hình to khỏe ngang với cái thùng phi, nó đứng lên cao khoảng 7-8 mét, Dương Bách Xuyên đánh giá. Cộng thêm nửa thân thể trong nước thì cả người con rắn năm đầu này chắc là dài khoảng 16-17 mét, đích thật là một con quái vật khổng lồ. Năm đầu rắn chính là năm màu sắc đỏ cam vàng lục lam, tương ứng với khí ngũ hành thiên địa là kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi một cái đầu đều dài nửa mét, năm cái đầu giống như cánh quạt xòe ra,
nhưng trong mắt của tất cả đều là màu đen, nhìn qua có vẻ thêm vài phần linh khí. TTT. Miệng trên năm cái đầu của rắn năm đầu lè ra lưỡi rắn, gào thét về phía Dương Bách Xuyên. Nói chính xác là ánh mắt của nó gắt gao nhìn chằm chằm người thú ngũ hành, còn về Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình thì nó không thèm liếc mắt lấy một cái, có lẽ ở trong mắt rắn năm đầu hoàn toàn không để Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình vào mắt. Thú lông tạp chết tiệt, ngươi cho rằng tìm nhân tộc đến là có thể đánh bại bổn tọa sao, muốn chết à? Miệng của rắn năm đầu phun ra tiếng người, lại còn mắng chửi thú ngũ hành là thú lông tạp. Gừ, con dẹp đáng chết, hôm nay bản vương muốn lấy mạng ngươi. Ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên, sau khi thú ngũ hành bị rắn năm đầu mắng chửi là thú lông tạp, hắn ta cũng sù lông, gầm lên một tiếng rồi bay lên sông thẳng về phía rắn năm đầu. Từ thú lông tạp dường như làm cho thú ngũ hành bị sỉ nhục rất lớn. Hừ, đừng tưởng rằng bước vào cấp độ bát chuyển rồi là có thể đánh bại bổn tọa, nếu chưa từng vượt qua đại thiên kiếp thì trong mắt bổn tôn ngươi vẫn mãi là một con thú lông tạp mà thôi. Ngươi cứ luôn lẩn trốn không dám đi ra, thế mà hôm nay lại dám động thủ, cũng được thôi, bổn tọa sẽ giết chết kẻ đối đầu nhà ngươi. Rắn năm đầu chỉ bình tĩnh nói chuyện rõ ràng với thú ngũ hành mà không thèm để ý đòn tấn công của thú ngũ hành. Sau khi thú ngũ hành tới gần rắn năm đầu dài 3 mét, đuôi của rắn năm đầu từ trong nước ào ào ló ra đột nhiên quất đánh về phía thú ngũ hành giống như một du long. Trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên, rắn năm đầu quất một đuôi mang theo năng lượng và tiếng xé gió mạnh mẽ, uy lực phi phàm. Nhưng trông thú ngũ hành cũng khá bình tĩnh, giống giận, giơ một vuốt ngang tàn vỗ lên, trên vuốt của thú ngũ hành cũng có năng lượng trào dâng. Ầm. Một tiếng vang nặng nề vang lên. Dương Bách Xuyên nhìn móng vuốt của thú ngũ hành và đuôi của rắn năm đầu va chạm vào nhau, trong nháy mắt thú ngũ hành bị một đuôi của rắn năm đầu quất bay, nhưng thú ngũ hành cũng không yếu, một vuốt cào ra từng vết máu dài trên đuôi rắn năm đầu. Thương Vũ Tình và Dương Bách Xuyên nhìn mà không ra tay, muốn xem thực lực của rắn năm đầu thế nào, bây giờ xem ra quả thật không thể coi thường. So với thú ngũ hành, rắn năm đầu là yêu thú bát chuyển đã độ qua đại thiên kiếp. Một mình thú ngũ hành chống lại đúng là không phải đối thủ. Ngay sau đó, trong tay Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long chợt lắc mình, bỗng nhiên xông về phía rắn năm đầu. Rắn năm đầu và thú ngũ hành giao đấu, tất nhiên sẽ để lộ ra sơ hở, hắn chính là chờ một cơ hội sơ hở, nhưng nói thật trong lòng Dương Bách Xuyên cũng không chắc chắn. Đừng thấy bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến phân thần cảnh đại viên mãn, nhưng rất nhiều thần thông đều chưa kịp tu luyện. Dù sao sư phụ cũng yêu cầu hắn tu luyện chín phân thân. Còn cả chiến thuật thần thông thập nhị chí tôn lão đầu truyền thụ trước khi ngủ say, hắn cũng chưa kịp tu luyện. Bây giờ ra tay, Dương Bách Xuyên vẫn là ba lưỡi rìu, dựa vào kiếm kỹ toàn phong và kiếm quyết hắc liên hắn từng tu luyện. Kiếm toàn phong, chảm. Vừa đánh ra giữa không trung chính là chiêu thứ ba kiếm toàn phong mạnh mẽ nhất của kiếm kỹ toàn phong. Vù vù. Sau một kiếm chém ra, chín vòng xoáy kiếm khí lớn xuất hiện, gào rít lao về phía rắn năm đầu. Khó khăn lắm mới nắm chúng một khe hở, Dương Bách Xuyên nghĩ phải sư tử vồ thỏ, có thể cho rắn năm đầu đòn nghiêm trọng thì không còn gì tốt hơn. Thế nhưng một kiếm chém ra, hắn đã biết sự chênh lệch với đại yêu ngang cấp bậc bát chuyển rốt cuộc lớn tới cỡ nào rồi. Cho dù bây giờ tu vi của hắn tăng liên tiếp ba cảnh giới nhỏ, trước mặt rắn năm đầu sánh ngang với độ kiếp cảnh thì hắn vẫn kém xa. Hết cách, ở giữa còn chênh lệch hai cảnh giới lớn chân chính, hợp thể cảnh và độ kiếp cảnh. Dương Bách Xuyên dự đoán bây giờ hắn cố chết cũng chỉ có thể chống lại tu sĩ cảnh giới hợp thể sơ trung kỳ, chứ chống lại độ kiếp cảnh, có thể chính là run rế trong mắt người ta. Huống hồ rắn năm đầu còn là dị thú tiên thiên ngũ hành. So với cùng cấp bậc, nó cũng đã mạnh hơn một bậc lớn. Lúc này, Dương Bách Xuyên rất hài lòng với một chiêu kiếm kỹ vòng xoáy của hắn, uy lực đã mạnh mẽ hơn lúc trước không chỉ ba thành, nhưng ngay sau đó chỉ thấy rắn năm đầu kia động đậy. Năm cái đầu rắn nháy mắt há miệng ra, bỗng chốc từng cái phun ra năm xương khí kim lục lam đỏ vàng về phía vòng xoáy kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Trong miệng rắn năm đầu lập tức phun ra xương khí năm màu ngưng tụ với nhau tạo thành một đám mây khổng lồ, trong chớp mắt đã cắn nuốt vòng xoáy kiếm khí của hắn. Trong lòng Dương Bách Xuyên cả kinh, hắn cảm nhận được rõ ràng vòng xoáy kiếm khí giờ phút này đã bị xương khí của rắn năm đầu hóa giải,
giống như bị hòa tan trong nháy mắt, căn bản không chống đỡ được chút xíu nào. Điều này khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc. Đúng lúc hắn đang ngây người, thú ngũ hành sau lưng giống to, chủ nhân cẩn thận. Dứt lời, nháy mắt thú ngũ hành đã xông lên, chắn trước người Dương Bách Xuyên. Trong hơi thở ngắn ngủi, Dương Bách Xuyên thấy một cái đuôi dài 5 màu trong xương khí 5 màu quất mạnh tới. Bịch. Growl. Giờ phút này Dương Bách Xuyên mới hiểu là thú ngũ hành thấy sự hiểm ác của rắn 5 đầu, vội vàng ngăn chặn trước người hắn, khiến đuôi của rắn 5 đầu quất mạnh lên người hắn ta. Trong nháy mắt, thú ngũ hành chặn một đuôi của rắn 5 đầu thay Dương Bách Xuyên, hắn ta bị quất trúng mà đập lên người Dương Bách Xuyên. Bỗng chốc Dương Bách Xuyên cảm thấy cả người hắn chấn động, bay ngược ra ngoài với thú ngũ hành. Ầm ầm. Một người một thú bay ra hơn 30 mét, mạnh mẽ đập lên một tảng đá to ở ven bờ đầm Hàn, tảng đá chia năm xẻ bảy. Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy khí huyết trong người quay cuồng, hắn là bị đệm dưới người của thú ngũ hành mà va chạm, nếu không phải thân xác mạnh mẽ thì một đòn này đủ cho hắn chịu rồi, cũng may chỉ là khí huyết trong người quay cuồng một trận. Nhưng cũng biết đa phần sức mạnh đều bị thú ngũ hành gánh lấy. Trong lòng hắn không khỏi cảm động, lật người dậy vội vàng hỏi, tiểu ngũ, ngươi thế nào rồi? Chủ nhân yên tâm, một phát này vẫn chịu được. Mặc dù nói như vậy, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn thấy vết máu ở khóe miệng thú ngũ hành. Vừa định nói chuyện, rắn 5 đầu ở phía xa đã nhào tới, mà lúc này Thương Vũ Tình đang điều khiển phi kiếm đối đầu với rắn 5 đầu. Trong lòng Dương Bách Xuyên nôn nóng, hắn biết Thương Vũ Tình cũng không ngăn chặn nổi rắn 5 đầu. Dưới chân vừa động muốn nhào lên, nhưng đã bị thú ngũ hành gọi lại, chủ nhân chờ lát. Sao vậy? Dương Bách Xuyên nhìn về phía thú ngũ hành. Chỉ thấy thú ngũ hành há miệng nhổ ra, ngay sau đó đã nhổ ra một quả cầu màu vàng cam to cỡ nắm tay, giống như loại quả, nhưng lại không giống, trông mềm mềm. Không rõ thú ngũ hành nhổ ra thứ này làm cái gì. Hắn hỏi, đây là cái gì? Thú ngũ hành nói, chủ nhân, đây là một loại độc vật sinh ra ở đất ngũ hành, hai bọn ta đều sinh ra ở dưới đất ngũ hành, sau khi tỉnh lại thứ này vẫn luôn tồn tại, tóm lại ta cũng không rõ là cái gì. Chỉ là cảm thấy thứ này có thể khống chế bọn ta, thứ này sau khi nổ ra bên trong có loại xương khí, sau khi hấp thụ cả người ta sẽ mất sức, giống như dính thuốc mê vậy, trong 10 tức cả người đều mềm nhũn không có sức lực. Ban đầu ta và rắn 5 đầu cùng sinh ra, ta xuất hiện ở đông, hắn ta xuất hiện ở tây, lúc đầu ở nơi này còn chung sống hữu nghị, nhưng lâu dần, con trùng thối kia đã trở nên ngày càng máu lạnh, một mình bá chiếm nơi này, ta và hắn ta cũng trở thành kẻ thù không đội trời chung. Lại có một lần bọn ta đánh nhau trên đất sinh ra, lúc vô tình đánh nổ thứ này, ta đã cảm thấy toàn thân mất sức không thể động đậy, mà trông rắn 5 đầu còn thảm hơn ta, mềm nhũn không thể cử động, giống như chúng độc. Từ đó về sau, bọn ta đều biết thứ ở đất sinh ra này có khắc chế đối với bọn ta, nên không còn đến đất sinh ra nữa, nhưng cũng đều biết được bọn ta đều sợ thứ này. Sau đó, bọn ta rất ăn ý tiêu hủy thứ ở đất sinh ra này, dù sao ai cũng không muốn để lại điểm yếu. Nhưng mà ta đã giữ lại một quả, chính là để đề phòng rắn 5 đầu, nghĩ chắc rắn 5 đầu cũng giữ một quả. Cho nên ta cho rằng đây là một loại độc vật, mặc dù rắn ngũ hành là đại độc vật trời sinh. Hơn nữa là kịch độc, nhưng mà vạn vật thế gian đều có tương sinh tương khắc, thứ này chính là khắc tinh khắc chế rắn 5 đầu. Mặc dù chỉ có thể khắc chế thời gian 10 tức, nhưng nghĩ chắc cũng đủ rồi. Đợi lát nữa ta sẽ giữ chân rắn 5 đầu, chủ nhân tìm cơ hội dẫn nổ thứ này, đến lúc đó ta và rắn 5 đầu đều sẽ mất đi sức chiến đấu trong 10 tức, ngươi và chủ mẫu liên thủ xem có thể giết chết rắn 5 đầu không. Thực ra rắn 5 đầu sau khi độ đại thiên kiếp, thực lực tu vi mạnh mẽ. Ta cũng không dám đảm bảo thứ này bây giờ còn có tác dụng với rắn 5 đầu không. Chúng ta muốn lấy được cỏ ngũ khí triều nguyên, cũng chỉ có thể thử. Không giải quyết rắn 5 đầu đừng hòng lấy được cỏ ngũ khí triều nguyên, con trùng thối kia coi trọng cỏ ngũ khí triều nguyên hơn bất cứ thứ gì. Đợi sau khi nói xong, thú ngũ hành đã đưa thứ như quả cầu vào trong tay Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên lại nghĩ bây giờ hình như cũng chỉ có như vậy thôi. À! Đúng lúc này! Thương Vũ Tình kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài, sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, phi thân lên, nói với thú ngũ hành, ra tay, cứ làm như vậy. Growl growl. Thú ngũ hành chợt bay lên, trong nháy mắt bóng dáng đã biến mất,
ngay sau đó lại đột nhiên va chạm lên thân thể của rắn năm đầu, bắt đầu chém giết với rắn năm đầu. Còn Dương Bách Xuyên lắc mình đỡ lấy Thương Vũ Tình bị đánh bay. Tình Nhi, nàng thế nào rồi? Dương Bách Xuyên hơi căng thẳng. Tướng công, ta không sao, phụt, đang nói, nàng đã phun ra ngụm máu. Lúc trước bị rắn năm đầu quất một đuôi, lại bị nội thương. Bây giờ nàng ở đây chữa thương, ta đi đối phó với rắn năm đầu. Sau khi đặt Thương Vũ Tình xuống, Dương Bách Xuyên dặn dò. Lúc này tiếng gầm thét truyền tới. Growl growl. Khe khe. Lại là thú ngũ hành ở phía xa không biết từ khi nào đã tóm chặt lấy người rắn năm đầu, hai móng vuốt đè chặt lấy hai cái đầu của rắn năm đầu, còn ba cái đầu của rắn năm đầu thì cắn lên người của thú ngũ hành, mình rắn quấn chặt lên thú ngũ hành. Chủ nhân ra tay, growl. Thú ngũ hành kêu thảm thiết, gầm lên với Dương Bách Xuyên, ngay sau đó lại cắn lên một cái đầu của rắn năm đầu. Ánh mắt Dương Bách Xuyên sững sờ chợt bay lên rồi phi nhanh đến, thành bại nằm ở một đòn này. Thú ngũ hành liều mạng quấn lấy rắn năm đầu, Dương Bách Xuyên cũng không thể buông lỏng xích, ở trong mắt hắn rõ ràng là thú ngũ hành chịu thiệt thòi lớn. Mặc dù thú ngũ hành gắt gao đè chặt được hai cái đầu của rắn năm đầu, thậm chí còn cắn đứt một đầu rắn, nhưng hai lưỡi của rắn năm đầu lại có kịch độc. Hơn nữa, thân rắn của rắn năm đầu quấn chặt lấy người thú ngũ hành, Dương Bách Xuyên cách thật xa cũng nghe được tiếng xương cốt đứt gãy, có lẽ là thú ngũ hành bị rắn năm đầu ra sức siết chặt đến gãy xương cốt. Trong giây lát nó bất giác nới lỏng móng vuốt trên hai cái đầu rắn, nhưng chiếc đầu rắn mà thú ngũ hành đang cắn trong miệng thì nhất quyết không buông. Dương Bách Xuyên biết là thú ngũ hành đang câu giờ cho hắn. Lúc này hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ lên. Mặc dù nhìn qua có thể thấy thú ngũ hành có vẻ bất lợi nghiêm trọng, nhưng thời gian tranh thủ được cũng đã đủ cho Dương Bách Xuyên, hắn lắc mình một cái rồi bay xuống vị trí của thú ngũ hành và rắn năm đầu. Bất ngờ ném viên cầu trên tay hoặc thứ gì đó kiềm chế thú ngũ hành và rắn năm đầu, sau đó đáp vào cơ thể bọn chúng. Khoảnh khắc Dương Bách Xuyên xuất hiện, rắn năm đầu hiển nhiên nhìn thấy vật trong tay Dương Bách Xuyên, lập tức hoảng loạn lên, thả lỏng thân rắn đang quấn chặt lấy người thú ngũ hành, muốn chạy trốn. Nhưng mà thú ngũ hành đã cắn chặt một đầu của rắn năm đầu không buông. Với một cú chạm, quả cầu trong tay Dương Bách Xuyên đã trúng một đầu rắn trong năm đầu của rắn năm đầu. Ngay sau đó quả cầu nổ tung, một làn sương mù đỏ thẫm dày đặc xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thú ngũ hành và rắn năm đầu. Gần như ngay lập tức. Một giây sau, thú ngũ hành và rắn năm đầu lần lượt rơi xuống mặt đất, thân thể khổng lồ phát ra một âm thanh rung động chói tai. Đùng! Dương Bách Xuyên lơ lửng trên không nhìn xuống dưới. Lúc này thú ngũ hành vẫn đang cắn chặt một đầu của rắn năm đầu không chịu nhả ra. Tuy nhiên tình trạng của thú ngũ hành không ổn, toàn thân nó đều bị rắn năm đầu quấn chặt, cắn khắp nơi từ thân ra tới miệng, toàn bộ thân thể không nhúc nhích, nếu không phải Dương Bách Xuyên còn cảm nhận được hơi thở của thú ngũ hành thì hắn sẽ cho rằng thú ngũ hành đã chết rồi. Lại nhìn rắn năm đầu, cuối cùng trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn hít một hơi khí lạnh, hắn cũng trúng độc, sau khi quả cầu nổ tung, thân hình thú ngũ hành không hề động đậy, mà rắn năm đầu vẫn đang lăn lộn giãy giụa với thân rắn thon dài của mình. Đủ để chứng minh rắn năm đầu thực sự rất mạnh nhưng đã yếu đi rất nhiều so với trước đây. Dương Bách Xuyên biết hắn chỉ có thời gian trong 10 hơi thở, thú ngũ hành nói là đủ rồi, cộng với quả cầu phát nổ độc khí cũng có thể làm mất đi thời gian 10 hơi thở của hắn, nhưng không biết đối với hạng tu vi như rắn năm đầu còn cường đại hơn mà nói, có thể chỉ cần thời gian 10 hơi thở sao. Hắn hạ quyết tâm trong lòng, chân khí vận động trong cơ thể đạt tới cực điểm. Kiếm đầu long trong tay lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, sau khi chân khí hoàn thiện, kiếm đầu long phát ra âm thanh vù vù. Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên phi thân mà xuống, giơ cao kiếm đầu long lên, một kiếm chém xuống cái cổ của rắn năm đầu. Chém! Giờ phút này rắn năm đầu rốt cuộc cũng hoảng hồn khi thấy Dương Bách Xuyên vung kiếm chém xuống, nổi danh là loại vật có năm đầu kịch độc nhưng lại sinh ra ở đất ngũ hành, không phải không có điểm yếu. Khi Dương Bách Xuyên làm nổ tung những sinh vật cộng sinh xung quanh, bản thân cơ thể của nó cũng bị tê liệt. Nhưng đối đầu với thú ngũ hành, tu vi cường đại của rắn năm đầu đã phát huy tác dụng, nó kêu vang lên một tiếng rồi bất ngờ vặn vẹo thân rắn. Tê! Một tiếng hét thảm vang lên. Nhưng một kiếm của Dương Bách Xuyên không thể chặt đứt được tất cả đầu rắn của rắn năm đầu, khi rắn năm đầu vặn người thoát khỏi nhát kiếm đó.
tuy không đủ tất cả đầu rắn nhưng lại có một đầu rắn cuối cùng bị Dương Bách Xuyên chém xuống bằng một kiếm, hóa ra là đầu rắn mà thú ngũ hành không chịu buông ra kia. Đồng tử của Dương Bách Xuyên co rụt lại, nhưng hắn biết, có thể là rắn năm đầu này cố ý để mình dùng một kiếm chặt đứt cái đầu rắn bị thú ngũ hành giữ chặt, bởi vì dù sao cái đầu đó bị thú ngũ hành cắn xé không thả, đối với rắn năm đầu trái lại đã trở thành nhược điểm gây vướng víu vô cùng. Trừ một cái đầu rắn này ra đúng là không thấy nó có điểm yếu gì, phần quyết đoán này khiến Dương Bách Xuyên ngẫm lại đúng là vô cùng sợ hãi, trong lòng càng thêm kiên định muốn quyết tâm giết chết rắn năm đầu này. Lập tức, rắn năm đầu mất đi một cái đầu rắn, nó trườn thật nhanh về phía trước như muốn chạy trốn, Dương Bách Xuyên làm sao có thể để cho nó chạy thoát. Hắn cũng biết thật ra là rắn năm đầu đang cố kéo dài thời gian, chỉ cần hết thời gian 10 hơi thở, đến lúc đó trở tay là có thể giết chết hắn. Trong lòng Dương Bách Xuyên thầm tiếc, ánh mắt càng ngày càng lạnh, lại lần nữa dùng kiếm, kiếm trận hắc liên. Một kiếm chém ra bốn đóa hắc liên về phía rắn năm đầu, cắt đứt đường chạy trốn của nó. Bùm bùm bùm. Kiếm khí hắc liên bộc phát. Mà bốn đầu rắn do rắn năm đầu sinh ra lại lăn lộn thét vang bên trong đó, không hề đánh trả, có lẽ chính khí độc của những sinh vật cộng sinh mới thực sự ảnh hưởng to lớn đến nó. Sau khi kiếm khí nổ tung, Dương Bách Xuyên mừng rỡ, chỉ thấy ba đầu rắn của rắn năm đầu máu me đầm đìa, lại bị mình kiếm khí tiêu diệt đi. Bây giờ chỉ còn lại một cái đầu rắn. Đúng lúc này, rắn năm đầu ngừng chạy, đột nhiên xoay người đứng dậy, thốt ra tiếng người, nhân loại đáng chết, hôm nay bản tôn nhất định sẽ chém nát ngươi thành trăm mảnh, tê. Dương Bách Xuyên không ngờ rằng, trong lúc rắn năm đầu ngửa đầu giống lên trời, một luồng hơi thở cực lớn từ người nó bạo phát ra. Lúc này, Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm thấy không thể chờ một giây nào nữa, tính toán thời gian thực tế cũng chỉ còn 5 hơi thở mà thôi, hiện tại rắn năm đầu này lấy đà bộc phát, điều này cho thấy nguyên nhân là do thú ngũ hành lấy ra viên cầu khí độc cũng chỉ có thể khiến cho rắn năm đầu mất đi sức chiến đấu trong thời gian 5 hơi thở. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, dù sao rắn năm đầu này cũng đã trải qua đại thiên kiếp mà còn sống, có thời gian 5 hơi thở cũng không tệ. Trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng Dương Bách Xuyên cũng không sợ, bởi vì hắn đã tiêu diệt 4 trong 5 đầu rắn của rắn năm đầu, hiện tại chỉ còn lại một đầu rắn, mặc dù cảm nhận được hơi thở cường đại của rắn năm đầu, nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết nguyên khí của tên xúc sinh cũng đã bị thương rất nặng. Lúc sau, trận chiến có thêm Thương Vũ Tình chắc là vẫn còn phần thắng. Nhìn rắn năm đầu đứng lên, hơi thở cường đại, Dương Bách Xuyên hận không thể trừng mắt nhìn nó, sau đó hô lên, Tình Nhi. Hỗ trợ ta. Tiểu tử nhân loại đáng chết, bổn tọa muốn ăn tươi nuốt sống ngươi, tê tê lúc này rắn năm đầu gầm thét mà tới. Dương Bách Xuyên vội vàng dùng cự kiếm ứng đối, trong lòng đang thắc mắc vì sao Thương Vũ Tình lại không trả lời mình, bên trong dư quang sau khi xuất kiếm nhìn lại, hắn thấy giờ phút này toàn thân Thương Vũ Tình tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, hoa văn huyết mạch đã biến mất trên mặt lại xuất hiện, lóe ra luồng đỏ thẫm mê người. Dáng vẻ Thương Vũ Tình dường như đang tiến vào trạng thái tu luyện, Dương Bách Xuyên thầm cười khổ, cô nãi nãi này sớm không tu muộn không tu, lại treo xiềng xích vào cái thời điểm then chốt này. Xem ra tạm thời không thể trông cậy vào Thương Vũ Tình được, mà thú ngũ hành hôn mê bất tỉnh, hiện tại Dương Bách Xuyên chỉ có thể dựa vào chính mình mà đối phó cùng rắn năm đầu. Oanh! Một đạo kiếm kỹ hắc liên chém tới, rắn năm đầu quẫy đuôi đến, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó mở miệng phun ra một ngụm độc khí nồng đậm. Một chút sơ sẩy, hắn bị cuốn theo làn xương độc. Ầm. Toàn thân hắn tê dại ngã xuống đất, cơ thể như nhũn ra sau khi bị rắn năm đầu dùng một lực đuôi đánh cho choáng váng, nhưng không có gì nghiêm trọng, lúc này lợi thế thân thể sinh tử cảnh của hắn có tác dụng hiện ra. Trong khói độc dược dày đặc, Dương Bách Xuyên vốn cho rằng mình sẽ trúng độc, gần như vô thức vận dụng càn khôn tôi thể quyết. Trên thân lập tức phát ra kim quang nhàn nhạt, nhưng lại chặn được độc của rắn năm đầu bên ngoài kim quang, mảy may không hề tiến vào được thân thể của hắn. Phát hiện này khiến Dương Bách Xuyên hoàn toàn yên tâm, hắn lo lắng nhất chính là độc của rắn năm đầu hiện tại xem ra có thân thể cường hãn, độc của rắn năm đầu có thể bỏ qua. Sau khi xoay người rồi đứng lên, cảm giác cự kiếm và rắn năm đầu đang giao chiến trong khoảng cách gần. Không cần kiếm pháp gì. Chỉ cần trực tiếp dùng cự kiếm chém đi, dù sao thân xác sinh tử cảnh của hắn không sợ độc, cũng có thể chống đỡ tốt. Bang bang bang!
Dương Bách Xuyên vận khí chỉ xích thiên nhai công lách mình né tránh, chạy khắp xung quanh của rắn năm đầu, áp sát ván cờ. Nhưng điều khiến hắn buồn bực là có chém bao nhiêu nhát kiếm đồ long đi nữa thì luôn bị cái đuôi linh động của rắn năm đầu lập tức tóm gọn, cái đuôi xúc sinh này có thể cường đại ngang với địa tiên. Mà tu vi cường đại của rắn năm đầu lại tăng thêm, mấy lần liều chết giáp mặt đều là hắn chịu thiệt thòi, cho dù có thân thể cường tráng làm hậu thuẫn, sau mấy chục chiêu giao chiến, hắn cũng bị đả kinh đến hộc máu. Đương nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn yếu thế, vẫn có thể lưu lại trên đuôi rắn năm đầu vài vết thương, để rắn năm đầu đau đớn gào thét. Sau mỗi một phút Dương Bách Xuyên lại bay ngược ra ngoài, cái đầu rắn độc nhất còn sót lại của rắn năm đầu xảo quyệt há miệng phun ra một ngụm đen kịt hôi tanh. Sắc mặt Dương Bách Xuyên lập tức đại biến, lần này không phải khí độc mà là nọc độc, hắn vội vàng thôi thúc càn khôn tôi thể quyết để ngăn chặn. Xì xì xì. Dương Bách Xuyên cúi đầu nhìn, trên người có khói đen bốc lên. Mà rắn năm đầu đối diện cũng cười lạnh nói, nhân loại đáng chết, nọc độc bản mệnh của bổn tọa đủ để ngươi hóa thành xương trắng, để coi ngươi chết như thế nào. Khi độc của rắn năm đầu phun lên người, phát ra tiếng vang xèo xèo, sắc mặt Dương Bách Xuyên đại biến, hắn thấy khói bắt đầu bốc lên từ trên người mình, không ngờ nọc độc của rắn năm đầu lại có thể ăn mòn kim quang hộ thể của hắn, nếu như không tranh thủ thời gian xử lý cho nhanh, sớm muộn gì nọc độc cũng sẽ xuyên thủng lớp kim quang hộ thể. Trực tiếp đả thương thân tới thân thể. Nọc độc này mạnh mẽ hơn khí độc trước đó rất nhiều. Việc này là do rắn năm đầu cố ý gây ra, cố ý khiến thể lực Dương Bách Xuyên tiêu hao, cuối cùng bất chợt dùng một ngụm nọc độc muốn trực tiếp lấy cái mạng nhỏ của Dương Bách Xuyên. Ngay lúc Dương Bách Xuyên đang hoảng loạn trong lòng, một giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai, tướng công đừng sợ, ta sẽ đối phó với rắn năm đầu. Dương Bách Xuyên vô thức quay đầu nhìn lại. Là Thương Vũ Tình không biết đã xuất hiện ở phía sau hắn từ lúc nào. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, giờ phút này Thương Vũ Tình dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác, chủ yếu là khí tức toàn thân nàng đã thay đổi rất nhiều. Hoa văn huyết mạch trên mặt nàng lại lần nữa xuất hiện, tia sáng đỏ thẫm lóe lên, chập chờn trông rất kỳ lạ, sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thoáng qua, trong lòng hắn có một cảm giác khiến người ta sợ hãi đến kinh hồn bạt vía. Cũng không biết trước đó trên người Thương Vũ Tình đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng là đi trị thương, chỉ chớp mắt mà hoa văn huyết mạch đã xuất hiện và biến thành bộ dạng như hiện giờ. Nhưng vừa thấy nàng xuất hiện sau lưng, Dương Bách Xuyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trước tiên hắn phải xử lý nọc độc trên người, nếu không sẽ tổn thương tới thân thể. Nhưng ngay sau đó Thương Vũ Tình lại đem đến cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chỉ thấy Thương Vũ Tình bước hơn ngàn bước. Hai tay vung lên, ngay lập tức, một dòng nước lớn như hai con rắn từ đầm Hàn Bích Ba cách đó hơn 10 thước dâng lên, hóa thành một đầu mãng xà, bay về phía rắn năm đầu trong nháy mắt. Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt, nhìn thấy hai tay Thương Vũ Tình thi triển pháp quyết phức tạp mà thần bí, mãng xà nước dây dưa quấn lấy rắn năm đầu gầm thét lên, cái đuôi đập mạnh một nhát vào hông mãng xà nước, soạt một cái mãng xà nước bị cắt ngang làm đôi. Mà sắc mặt Thương Vũ Tình không ổn. Pháp quyết trong tay lại động, mãng xà nước vừa bị rắn năm đầu chặn ngang, dùng một kích cắt đứt lại nhanh chóng hóa thành hai đầu mãng xà nước khác, mặc dù đã nhỏ đi rất nhiều nhưng không hề bị rắn năm đầu tiêu diệt hoàn toàn. Chạm. Thương Vũ Tình dậm chân, Dương Bách Xuyên cảm thấy mặt đất rung chuyển chấn động, sau một khắc đất đá trước mặt Thương Vũ Tình đột nhiên quay cuồng bay lên, trong nháy mắt biến thành một hình nhân bằng đất sét khổng lồ, thân cao hơn 30 trượng, đột nhiên tung nắm đấm về phía rắn năm đầu. Rắn năm đầu bị hai mãng xà nước khổng lồ quấn lấy, bất ngờ bị hình nhân đất sét khổng lồ dùng nắm đấm nện vào đầu, ngã lăn ra đất. T. Quay người lại, rắn năm đầu gầm lên giận dữ, vùng đuôi quất lên người hình nhân đất sét khổng lồ, ầm một cái, hình nhân đất sét khổng lồ bị đuôi của rắn năm đầu đánh nát. Thế nhưng Thương Vũ Tình lại dậm chân, cùng với pháp quyết trong tay, đống đất đá lại một lần nữa hóa thành hình nhân khổng lồ. Giơ nắm đấm đánh về phía rắn năm đầu. Ngay sau đó Thương Vũ Tình hét lớn, vẫn luôn chỉ tay, một đường chân khí rơi xuống gốc cây cổ thụ to bằng vòng tay ba người sát bên đầm nước, sau một khắc, từng sợi dây leo trên cây cổ thụ phình to ra, ước chừng hơn mấy chục sợi dây leo lan rộng, tràn về phía rắn năm đầu mà quật lấy quật để. Giờ phút này rắn năm đầu rít gào gầm rú, cuối cùng hoảng sợ, ba phía đều bị bao vây. Một mặt là hai đầu mãng xà nước,
một mặt là hình nhân đất sét khổng lồ, một mặt là dây leo cổ thụ. Đối mặt với những đòn tấn công đồng thời từ ba hướng, rắn năm đầu hé miệng phun ra một ngụm xương độc, nhanh chóng lan ra xung quanh trong nháy mắt. Một giây sau, ngay cả mãng xà nước, hình nhân đất sét khổng lồ cùng mấy chục sợi dây leo, đều bị xương độc do rắn năm đầu phun ra ăn mòn, trong nháy mắt tất cả đều biến thành màu đen. Nhưng, nó vẫn không ảnh hưởng gì đến hai đầu mãng xà nước, hình nhân đất sét khổng lồ cùng sợi dây leo đang tấn công rắn năm đầu, bởi vì những thứ này không sợ xương độc. Rắn năm đầu thấy vậy thì hoàn toàn để mặc trận tuyến bị rối loạn, nhìn ba phía công kích vây quanh, miệng rộng phun ra ngụm máu lớn, xì. Trong tiếng thét dài, lần này nó phun ra nọc độc, trong vòng xoay của đầu rắn, hai đầu mãng xà nước, hình nhân đất sét khổng lồ cùng sợi dây leo đều bị nọc độc ăn mòn. Xì xì xì. Ngay sau đó, hai đầu mãng xà nước, hình nhân đất sét khổng lồ cùng hàng chục sợi dây leo phân rã trong âm thanh xèo xèo, tan thành mây khói. Phía bên kia, Dương Bách Xuyên đang luyện hóa nọc độc trên người, hắn biết rõ sự lợi hại trong nọc độc của rắn năm đầu. Mãng xà nước, hình nhân đất sét khổng lồ cùng sợi dây leo của Thương Vũ Tình bị nọc độc của rắn năm đầu xèo xèo ăn mòn cũng là điều bình thường, dù sao sau khi thân thể của hắn bước vào sinh tử cảnh, da thịt bị dính nọc độc cũng trở nên rắc rối trong một lát, cần khoảng thời gian nhất định để luyện hóa nó. Kỳ thực lúc này trong lòng hắn đã rất lo lắng, một nọc độc trên người còn chưa luyện hóa xong. Lại càng lo lắng Thương Vũ Tình liệu có thể chống lại được rắn năm đầu hay không. Tuy nhiên, hắn cũng quan sát được một chi tiết, đó là nọc độc rắn năm đầu mặc dù rất bá đạo, nhưng sau khi con trùng này phun ra nọc độc, khí tức trên thân nó lại yếu đi một chút. Phát hiện này khiến Dương Bách Xuyên hiểu, nọc độc rắn năm đầu mặc dù lợi hại, nhưng mỗi một lần nó phun ra nọc độc nhất định sẽ tổn thương đến tận căn cơ, cũng không phải có thể phun mãi không ngừng. Chỉ cần lại thêm mấy lần, đoán chừng rắn năm đầu sẽ tự mình chết. Growl growl. Lúc này thú ngũ hành hướng về phía Thương Vũ Tình rít lên gầm rú, trong nháy mắt nhào về phía Thương Vũ Tình. Giờ phút này trong lòng Dương Bách Xuyên căng thẳng. Nhưng ngay sau đó, hắn biết mình lo lắng là dư thừa. Hai tay của Thương Vũ Tình vung lên, chuyển động khó lường, càng lúc càng nhanh, đường vân máu trên mặt nàng lại lần thứ hai sáng bừng lên. Lập tức, một đầu mãng xà nước còn to lớn hơn trước lao ra từ đầm hàn bích ba, thân hình dài khoảng chừng trăm trượng. Ngay sau đó bên trong mặt đất nổi lên rung chấn kịch liệt, đất đá lăn lóc đột nhiên từ mặt đất quay cuồng bay lên, hai hình nhân đất sét khổng lồ cao trăm trượng xuất hiện một lần nữa, xa xa truyền đến âm thanh rầm rầm, lại là từng gốc đại thụ rung lên, những sợi dây leo phủ kín ngập trời bò sát mặt đất lại lần nữa ùn ùn kéo về hướng rắn năm đầu. Rầm rầm rầm. Rắn năm đầu nổi giận đùng đùng, căn bản không đến gần Thương Vũ Tình được dưới 10 thước, lại bị hai cỗ hình nhân đất sét khổng lồ dùng nắm đấm to lớn nện xuống, bị quật ngã dưới đất. Sau đó đến những sợi dây leo quật mạnh, mãng xà nước di chuyển kịch liệt, làm rắn năm đầu chật vật không chịu nổi, mặc dù mãng xà nước, hình nhân đất sét khổng lồ, sợi dây leo đều không hợp lực tấn công rắn năm đầu trong cùng một kích, nhưng lại cực kỳ khó đối phó. Bị phá nát vẫn có thể tiếp tục ngưng kết lại. Cũng không sợ xương độc, thứ duy nhất có thể dùng để đối phó chỉ có nọc độc, nhưng rắn năm đầu có thể phun được bao nhiêu nọc độc. Cho dù có nhiều, liệu có thể nhiều như đất đá, có thể nhiều như nước trong đầm, hay có thể nhiều như một rừng cây trăng. Trong một thời gian rắn năm đầu bị Thương Vũ Tình điều khiển mãng xà nước, hình nhân đất sét khổng lồ cùng vô số sợi dây leo rối rắm quấn lấy, chật vật không thể chịu được. Dương Bách Xuyên nhìn Thương Vũ Tình đứng một bên vẻ mặt nghiêm túc bấm pháp quyết trong tay, nhìn huyết mạch văn lạc trên mặt nàng lấp lánh quầng sáng, trong lòng liền hiểu ra, có lẽ chính là huyết mạch tiên thiên của Thương Vũ Tình đã xuất hiện. Qua 10 phút, Dương Bách Xuyên mới hoàn toàn luyện hóa nọc độc trên người, tiến lên một bước đứng sánh vai cùng Thương Vũ Tình, không nhịn được, đem nghi vấn trong lòng ra hỏi, Tình Nhi, nàng vậy mà lại có thiên phú huyết mạch tiên thiên? Thủ quyết trong tay Thương Vũ Tình không dừng lại, trả lời, đúng vậy tướng công, trước đó trong lúc ta trị thương, đột nhiên cảm nhận được khí huyết dâng trào, sau đó dần dần lĩnh ngộ huyết mạch thiên phú thần thông mà ta vốn đã quen thuộc, chỉ cần là những vật ta có thể cảm nhận và giao tiếp, ta đều có thể điều khiển tất cả, nhưng trước mắt tạm thời chỉ có thể cảm nhận được mộc, thủy và thổ trong ngũ hành, chờ sau này tu vi của con cường đại, có thể cảm nhận được càng mạnh, sẽ càng điều khiển được nhiều đồ vật. Nghe vậy,
Dương Bách Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm, nếu nói như vậy, chẳng phải nàng có thể điều khiển vạn vật sao? Theo lý thuyết là vậy, Thương Vũ Tình trả lời. Dương Bách Xuyên cực kỳ hâm mộ loại thiên phú huyết mạch này, tự hỏi trong lòng tại sao mình không có loại thiên phú huyết mạch này. Hít sâu một hơi tiếp tục nhìn chằm chằm hiện trường, nhìn rắn năm đầu dưới tình huống không thể dùng nọc độc, lại bị Thương Vũ Tình điều khiển mãng xà nước, hình nhân đất sét khổng lồ cùng sợi dây leo dày vò đến kiệt quệ sức lực. Mới lúc ban đầu khi nãy, vốn dĩ không gì có thể chạm vào thân nó, giờ lại bị sợi dây leo quật, bị hình nhân đất sét khổng lồ nện quả đấm to hiểm ác. Dương Bách Xuyên trong lòng cảm động nói, Tình Nhi cố gắng lên, ta cho rằng chỉ cần ép rắn năm đầu phun nọc độc một lần nữa, con súc sinh này cũng sẽ đến thời điểm kiệt sức. Để ta thử xem. Thương Vũ Tình gật đầu, pháp quyết trong tay lại trở nên nhanh hơn. Dương Bách Xuyên thấy trán nàng đổ đầy mồ hôi, biết nàng khống chế những vật này không phải là không giới hạn, tất nhiên cũng tiêu hao rất nhiều, trong lòng có chút đau lòng vì nàng. Nhưng hắn cũng biết đến thời khắc mấu chốt. Dù đau lòng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, kiếm đầu long trong tay hắn, điều động chân khí đến cực hạn và đang chờ một cơ hội. Chờ khi rắn năm đầu phun nọc độc lần nữa, hắn lập tức xông lên định lấy đầu này con trùng này, biết trước rắn năm phun nọc độc lần nữa tất nhiên sẽ yếu hơn. Nọc độc rắn năm đầu nhất định không phải vô hạn, mà mỗi một lần phun cũng sẽ là một lần hao tổn lớn. Tại một khắc nào đó, cuối cùng cục diện phát sinh biến hóa. Rắn năm đầu bị hình nhân đất sét nện xuống một đấm lên đầu, nện ngã xuống đất, lúc này rắn năm đầu nổi giận, rốt cục mở miệng to như chậu máu ra phun nọc độc. Một ngụm nọc độc phun ra, mãng xà nước, hình nhân đất sét khổng lồ cùng sợi dây leo của Thương Vũ Tình hóa thành cát bụi. Dương Bách Xuyên biết rắn năm đầu đã bị dồn đến đường cùng, quả nhiên sau khi hắn nhìn thấy một ngụm nọc độc phun ra, toàn thân rắn năm đầu rắn đều bắt đầu chấn động, khí tức trên người yếu đi rất nhiều. Ngay lúc này, đã đến lúc lấy mạng ngươi rồi, con súc sinh. Khi hình nhân đất sét khổng lồ cùng mãng xà nước, sợi dây leo tỏa đi các hướng, Dương Bách Xuyên nắm lấy cơ hội, thân hình khẽ động xông tới. Rắn năm đầu phun nọc độc, mặc dù khống chế được thủy mãng của Thương Vũ Tình, bùn đất và dây mây đều hóa thành cho bụi, nhưng nguyên khí đã bị tổn thương nặng nề, nếu không phải bị ép thì rắn năm đầu cũng sẽ không phun nọc độc. Nhưng không còn cách nào khác. Nếu tiếp tục hao tổn nguyên khí thì sẽ chết, còn không bằng tiêu diệt rồi bỏ chạy. Nhưng mà, Dương Bách Xuyên đứng bên cạnh lại chỉ đợi cơ hội này, sao có thể để cho rắn năm đầu được như ý? Khi rắn năm đầu cảm nhận được kiếm khí thì kiếm của Dương Bách Xuyên đã rơi trên cổ nó. Cũng vì rắn năm đầu đã hao tổn một lượng nguyên khí rất lớn, dẫn đến giác quan chậm chạp, nếu không thì Dương Bách Xuyên cũng chẳng tiếp cận được tới gần. Nhưng, lúc này... mọi thứ đã quá trễ. T, không, rắn năm đầu kêu gào trong tuyệt vọng. Phụt. Dương Bách Xuyên hung hăng chém đứt cái đầu cuối cùng bằng một nhát kiếm. Rầm. Cơ thể dài ngoằng của con rắn bắt đầu quằn quại trên mặt đất. Phập phập phập. Dương Bách Xuyên không hề do dự chém liền mấy nhát. Cắt cơ thể dài hơn chục mét của rắn năm đầu thành một đống thịt vụn. Lúc này... hắn nghe thấy Thương Vũ Tình hừ lạnh nói, muốn chạy sao, muộn rồi. Nghe Thương Vũ Tình nói như vậy, Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn, không ngờ năm cái đầu rắn lại đang bò về phía Hàn Đàm. Nhưng đã bị Thương Vũ Tình dùng pháp quyết, huy động năm cột nước xanh biếc từ dưới hồ vây năm cái đầu rắn lại. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ mình quá sơ ý, hắn vội vàng chạy tới chém ra năm kiếm khí, giây sau, năm cái đầu rắn khổng lồ đã bị nứt toác. Cuối cùng cũng tiêu diệt được thứ nhiệt xúc này. Có điều, ngay sau đó, năm viên yêu đan to cỡ hạt đào bay lên từ năm cái đầu rắn, lơ lửng trên không trung. Dương Bách Xuyên phất tay thu năm viên yêu đan lại, năm viên có năm màu khác nhau, bạch kim, lục, lam, đỏ, vàng. Đây chính là căn cơ của rắn năm đầu, bên có một con rắn nhỏ đang di chuyển. Hắn biết đây chính là nguyên thần của rắn năm đầu. Có điều hiện tại đã không còn thể xác, cũng không có vật dẫn, năm viên yêu đan nằm rải rác không khác gì cá trong tay Dương Bách Xuyên, phong ấn bọn chúng dễ như chơi, hắn ném hết vào trong không gian càn khôn. Lúc này mới hoàn toàn tiêu diệt được con rắn năm đầu khó chơi này, nói thật, lần này nếu như không có Thương Vũ Tình thi triển thiên phú huyết mạch và thú ngũ hành liều mạng, muốn giết được rắn năm đầu quả là không dễ. Hiện tại,
thú ngũ hành vẫn đang còn hôn mê, cũng không biết có phải do chúng độc quá nặng không. Dù sao thì lần này, thú ngũ hành nhìn qua rất thảm, Dương Bách Xuyên bước tới xem qua tình trạng vết thương của thú ngũ hành. Sau khi kiểm tra một lượt, Dương Bách Xuyên không khỏi cảm thán, thú ngũ hành không hổ là dị thú, từ kết quả kiểm tra, thú ngũ hành quả thật đã trúng độc rất nặng, nọc độc của rắn năm đầu đã ngấm sâu vào trong máu, xương cốt toàn thân nhiều chỗ đã bị rắn năm đầu làm gãy, tình hình vô cùng nghiêm trọng. Nhưng, Dương Bách Xuyên phát hiện, bên trong cơ thể này có một lực lượng ngũ hành chữa trị vết thương, nọc độc trong máu cũng dần bị bức ra bên ngoài, cơ thể đang trong quá trình tự phục hồi thương tổn. Vốn dĩ, Dương Bách Xuyên còn định dùng nước sinh mệnh để chữa thương cho thú ngũ hành, nhưng lại sợ làm cho độc tố trong cơ thể cắn trả, vẫn nên thôi vậy, dù sao thì thú ngũ hành đang tự chữa lành, điều này tốt hơn bất cứ điều gì, hơn nữa cũng sẽ không để lại di chứng. Tướng công, thú ngũ hành thế nào rồi? Thú Vũ Tinh bước tới hỏi. Đừng lo lắng, bên trong cơ thể của con hàng này có sức mạnh ngũ hành có thể chữa lành, để hắn tự phục hồi là được. À đúng rồi, nàng ở đây hộ pháp cho thú ngũ hành, ta tới phía trước đào cỏ ngũ khí triều nguyên. Dương Bách Xuyên dặn dò. Được, tướng công cẩn thận. Đến bây giờ, Thường Vũ Tình vẫn chưa hiểu rõ xưng hô, tướng công, này nghĩa là gì. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe vào lại có chút biến chất, cái từ tướng công, này lại giống như sở thích xấu xa của hắn. Nhưng hiện tại nghe Thường Vũ Tình gọi như vậy hắn lại nghĩ tới tướng công trong thanh lâu của một triều đại nào đó ở Trung Quốc. Trong lòng hơi khó chịu, hắn ho khan nói, Tình Nhi, sau này không cần gọi ta là tướng công nữa. Gọi tên ta là được rồi, không được gọi tướng công nữa. Vì sao thế? Thương Vũ Tình không hiểu, nàng hỏi lại. Đột nhiên Dương Bách Xuyên cảm thấy đau đầu, chuyện này bắt hắn phải giải thích thế nào, trên trán toát cả mồ hôi lạnh nói, làm gì có nhiều lý do như vậy, tóm lại là không được gọi nữa. Ồ, vậy thì ta sẽ vẫn gọi người là sư tổ thúc vậy. Thương Vũ Tình ấm ức nói. Gọi là gì cũng được, không phải tướng công là được. Dứt lời, hắn nhảy một cái, bay về phía Hàn Đàm. Chấm chấm chấm. Hàn Đàm xanh biếc bị ánh sáng nhiều màu sắc bao phủ, ở phía đối diện không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Sau khi bước vào trong sương mù dày đặc, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng nhìn rõ hình dáng thật của ba gốc cỏ ngũ khí triều nguyên. Gần giống với những gì mà thú ngũ hành đã nói, quả nhiên chỉ có ba gốc cỏ ngũ khí triều nguyên, trong đó chỉ có duy nhất một gốc là phát ra ánh sáng năm màu. Đã đến giai đoạn chín muồi. Cỏ ngũ khí triều nguyên, hiểu trên mặt chữ thì đây là một loại cỏ hấp thụ năm loại khí của đất trời, báu vật trần gian được hình thành từ việc hấp thụ tinh hoa của mặt trời và mặt trăng. Loại linh vật của đất trời này không thể trồng, nếu không thì Dương Bách Xuyên cũng muốn mang vào không gian càn khôn trồng. Đáng tiếc là bên trong không gian càn khôn có linh khí ngũ hành, nhưng lại không có mặt trời và mặt trăng. Hơn nữa cỏ ngũ khí triều nguyên cần tới triều nguyên ở đây chính là mặt trăng và mặt trời. Mặt trời và mặt trăng chính là cái nôi để chèo chống quy luật tuần hoàn, đây là sự tồn tại không thể thay thế, cỏ ngũ khí triều nguyên không chỉ cần đất ngũ hành, thiếu đi sự nuôi dưỡng từ tinh hoa của mặt trăng và mặt trời cũng không được. Mà đây này chính là nơi cỏ ngũ khí triều nguyên sinh trưởng, Dương Bách Xuyên phát hiện nơi này chính là trung tâm của đất ngũ hành, nhìn mặt trời và mặt trăng trên đỉnh đầu là biết. Giờ phút này, nơi có ánh mặt trời chiếu sáng chính là nơi trung tâm nhất ở đáy ngũ hành cốc, sau khi bàn đêm buông xuống cũng sẽ như vậy. Vậy nên Dương Bách Xuyên biết, cỏ này không thể trồng. May mà trong ba gốc cỏ này có một gốc sắp trưởng thành, hiện tại nhìn qua thì những chiếc lá màu bạch kim, lục, lam, đỏ, vàng đã dần thêm nhuộm màu, sau khi tất cả hoàn toàn chuyển màu thì cũng là lúc cỏ ngũ khí triều nguyên đã chín muồi. Dương Bách Xuyên cũng không biết bao lâu nữa mới trưởng thành, nhưng chắc là sẽ nhanh thôi, hắn quyết định khoanh chân ngồi đợi cỏ ngũ khí triều nguyên trưởng thành. Nếu như đào lúc chưa thích hợp thì hiệu quả sẽ giảm đi nhiều, đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không đào, hắn đợi là được, dù sao thì cũng sắp rồi. Còn hai gốc cỏ ngũ khí triều nguyên chưa trưởng thành kia, Dương Bách Xuyên cũng không tính động vào, đây chính là linh vật của thiên địa, nhổ đi một gốc đã là nghiệp chướng, khó tránh khỏi trời phạt. Giữ lại sau này đào cũng được, dù cho sau này không tới đây thì cũng có thể giữ lại chờ người có duyên. Chờ đợi buồn chán, Dương Bách Xuyên cũng không nhàn rỗi, sau khi nghĩ ngợi, hắn bay tới cạnh Thương Vũ Tình để nàng hộ pháp, còn hắn thì nghiên cứu phân thân. Lão đầu đã dặn dò, nhất định phải tu luyện tới cảnh giới phân thần cửu tôn,
cũng tức là hắn phải tu luyện được cửu đại phân thân, cửu tôn chi cảnh. Trước đây tu vi của hắn không đủ, nhưng hiện tại điều kiện đã chín muồi, sau khi song tu với Thương Vũ Tình, hắn được lợi rất lớn từ sức mạnh huyết mạnh tiên thiên của nàng, tu vi đạt tới phân thần đại viên mãn, đã đến lúc tu luyện phân thân. Trước khi lão đầu lâm vào ngủ say đã để lại cho hắn một bộ công pháp tu luyện, hắn chưa từng xem qua, bây giờ thừa dịp đợi cỏ ngũ khí triều nguyên trưởng thành, hắn tranh thủ tu luyện phân thân. Sau khi khoanh chân ngồi thiền, trong đầu hắn bắt đầu hiện ra những bí pháp tu luyện cảnh giới cửu tôn mà lão đầu để lại, Dương Bách Xuyên nhìn qua một lượt thì hiểu hết, không có gì khó, đơn giản chỉ là chia nguyên thần ra làm chín, sau đó dùng máu tươi làm mối rắt hấp thụ linh khí của thiên địa để đúc ra phân thân. Cộng thêm bổn tôn thì sẽ tu luyện ra chín cơ thể giống hệt bản thân. Phương pháp tu luyện, bao gồm phân chia nguyên thần thật ra cũng không khó, ai đọc xong thì cũng sẽ hiểu, khó hay không thì phải cần tới nguyên thần cường đại, nếu như nguyên thần yếu thì sẽ không thể tu thành, hơn nữa phải tách thành công trong một lần, nếu không thì nguyên thần sẽ bị tổn thương. Sau khi xem xong, Dương Bách Xuyên nhìn thấy ghi chú của lão đầu có nhắc tới, tốt nhất là nâng cao sức mạnh nguyên thần. Đợi khi nguyên thần đạt tới cực hạn thì mới bắt đầu tách, lúc đó tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Mà cách thức để nguyên thần đạt tới bão hòa chính là hấp thu, luyện hóa thần hồn các loại linh dược, bảo vật. Nghĩ ngợi xong xuôi, Dương Bách Xuyên cười thầm, hắn phát hiện hình như mình không thiếu linh vật để nâng cao thần hồn, bên trong bình càn khôn có trồng quả có gai, vừa rồi giết chết rắn năm đầu thu được 5 viên yêu đan của rắn năm đầu. Bên trong chính là nguyên thần tinh khiết của con rắn kia, nếu như luyện hóa được thì có lẽ cũng đủ. Ngẫm nghĩ lại, con rắn năm đầu kia giống như tế phẩm chuẩn bị cho hắn tu luyện cửu tôn phân thân, nguyên thần ngũ hành vừa khớp với cơ thể ngũ hành của hắn, có thể nói đây chính là ý trời. Mở hai mắt, Dương Bách Xuyên phất tay cầm một viên yêu đan của rắn năm đầu, hắn vận công pháp bắt đầu luyện hóa, chủ yếu là lấy nguyên thần của rắn năm đầu làm chủ, Dương Bách Xuyên phong ấn yêu đan lại. Sau đó xuất khiếu nguyên thần rồi tiến vào trong. À, ngươi muốn làm gì vậy? Bên trong yêu đan, con rắn nhỏ thét lên, con rắn này chính là một trong những nguyên thần của rắn năm đầu. Sau khi nguyên thần của Dương Bách Xuyên tiến vào, đương nhiên là nó cảm nhận được nguy hiểm nên kêu lên tiếng thét chói tai. Ha ha, làm gì? Tất nhiên là để luyện hóa, cắn nuốt ngươi rồi. Lúc này nguyên thần cường đại của Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi rắn năm đầu. Yêu đan đã bị phong ấn, nguyên thần của rắn năm đầu chẳng khác nào như rắn nằm trên thớt. Ngươi đừng qua đây. À! Cuối cùng thì yêu đan của rắn năm đầu cũng bị Dương Bách Xuyên luyện hóa mất. Viên yêu đan thứ nhất đã bị luyện hóa thành bột phấn. Trên tay Dương Bách Xuyên xuất hiện viên yêu đan thứ hai. Từng viên yêu đan bị Dương Bách Xuyên cắn nuốt, tu vi ngày càng vững chắc, nguyên thần cường đại tới cực điểm. Sau khi luyện hóa xong viên thứ tư, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được điểm mấu chốt, nhưng hắn vẫn lấy ra viên yêu đan còn lại, nhất định phải làm đến cùng. Chấm chấm chấm. Sau 3 tiếng, Dương Bách Xuyên đã luyện hóa xong viên yêu đan thứ 5. Toàn thân Dương Bách Xuyên run lên, hiện tại nguyên thần của hắn đã no đủ chứ đừng nói tới bão hòa, nếu không phải căn cơ của hắn vững vàng thì quả thật cắn nuốt không nổi yêu đan của rắn năm đầu. Thở ra một hơi, mở hai mắt đầy tinh quang, hắn nhìn thấy thú ngũ hành vẫn chưa tỉnh, cỏ ngũ khí triều nguyên vẫn đang đợi trưởng thành, Dương Bách Xuyên nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Kế tiếp hắn bắt đầu tu luyện cửu tôn phân thần. Phân thần cảnh cũng chính là cảnh giới phân thân, cường đại nhất của cảnh giới này chính là phân thần, càng có nhiều phân thân thì thực lực càng mạnh, đây là điều không thể bàn cãi. Tu sĩ cảnh giới phân thần cảnh bình thường có thể tu luyện ra 2 phân thân, nhiều nhất là 3 phân thân. Cấp cao hơn là ngũ hành phân thân, nói cách khác là tu sĩ có thể tu luyện ra 5 phân thân. Tu luyện được 5 phân thân đã có thể xem là hạng thiên tài xuất chúng, còn cảnh giới cửu tôn, cũng có nghĩa là 9 phân thân. Ở tu chân giới thì hạng người này chẳng khác nào lông phượng sừng lân, vô cùng quý hiếm. Yêu cầu của lão đầu chính là cửu tôn cảnh, theo như lời của sư phụ hắn thì căn cơ của phân thần cảnh mạnh hay yếu có liên quan tới cảnh giới tiếp theo hợp thể cảnh. Bởi vì phân thân cuối cùng nhất định phải dung hợp, sau khi hợp lại thì số lượng phân thân sẽ quyết định đột phá tới hợp thể cảnh. Thật ra, Dương Bách Xuyên cũng biết điều này, 2 phân thân cảnh dung hợp đương nhiên không thể so sánh với 5 phân thân dung hợp. Mà cách biệt ngũ tôn phân thần cảnh và cửu tôn phân thân càng giống như một trời một vực.
tất cả đều chỉ vì xây dựng căn cơ cho hợp thể cảnh. Có lẽ, người khác sẽ cho rằng tu luyện cửu tôn vô cùng khó khăn, nhưng với Dương Bách Xuyên mà nói, không gì là không thể. Hắn có một sư phụ dũng mãnh, có truyền thừa tu luyện mạnh nhất, lại thêm căn cơ nguyên kim đan thập toàn thập mỹ, sức mạnh thần hồn và chân khí đan điền mạnh hơn gấp 10 lần so với những người cùng thế hệ. Thế nên, hắn có ưu thế rất lớn khi tu luyện cửu tôn phân thân. Hiện tại, cảnh giới tu vi, chân khí đan điền và sức mạnh thần hồn, tất cả đều đạt tới trạng thái cực hạn, đây chính là thời cơ chín muồi để tu luyện cửu tôn phân thân, Dương Bách Xuyên quyết định bắt đầu thực hiện. Sau khi suy nghĩ thận trọng, trong đầu Dương Bách Xuyên đang đọc thuộc bí pháp tu luyện mà lão đầu để lại, ý thức chìm vào nguyên anh. Nguyên thần nhập vào nguyên anh, muốn phân tách phải cần tới sức mạnh nguyên thần, hơn nữa phải tách thành 9 phần chỉ trong một lần duy nhất, quá trình này quả là chấn động lòng người. Nguyên thần chính là linh hồn của tu sĩ, quan trọng nhất là không được phép phạm sai lầm, chỉ sơ sẩy một cái thôi, nhẹ thì nguyên thần trọng thương, nặng thì hồn bay vách lạc. Vậy nên Dương Bách Xuyên cũng rất căng thẳng. Sau khi ý thức của hắn tiến vào nguyên thần, nguyên anh trong đan điền bỗng nhiên mở hai mắt, hai tia ánh sáng vàng xẹt qua. Hít sâu một hơi, Dương Bách Xuyên khẽ động, càn khôn đại đạo, lấy nguyên anh làm trung gian, nguyên thần làm phương pháp, thân ngoại hóa thân, nguyên thần cửu tôn, phân thần phân pháp, thành tựu chân thân, rời. Nguyên anh bên trong đan điền ngâm mật chú, hai tay kết ấn, khi tách tới cái cuối cùng, Dương Bách Xuyên lập tức cảm nhận được nguyên thần chia năm xẻ bảy chỉ trong nháy mắt. Lúc này, nguyên thần rồi tới nguyên anh, sau đó là thể xác đều đang run rẩy, nội tâm đau nhức. Đau đến mức muốn hét lên cũng chỉ có thể nghiến răng kiên trì, chỉ cần hắn hé răng kêu một tiếng thì tất cả công sức trước kia sẽ đổ sông đổ bể. Cảm nhận được rõ ràng, cơ thể đang cứng rắn phân thây. Một, rồi tới hai. Nguyên thần bắt đầu phân tách. Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh, nhưng trong cơn đau đớn, Dương Bách Xuyên lại cảm thấy thời gian chậm đi gấp 10, gấp trăm lần. Sau khi nguyên thần thứ 9 phân tách, cơ thể Dương Bách Xuyên đã đổ mồ hôi như mưa. Thương Vũ Tình đứng cạnh đã nhìn thấy rõ Dương Bách Xuyên đang tu luyện phân thân, nàng cũng từng trải qua cửa ải này, đương nhiên hiểu được nỗi đau đớn của Dương Bách Xuyên, nàng biết muốn có được sức mạnh cường đại thì chịu gian khổ là điều khó tránh khỏi. Thương Vũ Tình không biết Dương Bách Xuyên có thể tu luyện ra cửu tôn phân thân, nhưng trong lòng nàng thầm nghĩ, chắc hẳn là ngũ hành phân thân, bởi vì nàng từng nghe Đại sư Tỷ Lý Phượng Ngọc nói, tu chân giả có thể đạt được thành tựu ngũ hành phân thân cực kỳ hiếm khó, chín tỷ muội các nàng có được thành tựu này là bởi vì mỗi một người trong số họ đều được sư phụ tuyển chọn từ khắp nơi. Hơn nữa, ở trong tinh môn bị phong ấn, suy nghĩ lung tung cũng ít đi rất nhiều, trải qua mấy ngàn năm ma luyện khổ sở. Cuối cùng chỉ có 9 người các nàng tu luyện thành ngũ hành phân thân. Rất nhiều tu sĩ, nhiều nhất cũng chỉ tu được 3-4 phân thân, ngũ hành phân thân có yêu cầu tư chất tu luyện cực kỳ cao. Vừa bắt đầu, Thương Vũ Tình đã nhìn thấy nguyên thần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, chấm CSO tới cái thứ năm xuất hiện. Trong lòng Thương Vũ Tình thầm cảm thán, tổ sư thúc quả nhiên bất phàm, đạt được 5 phân thân. Vừa nghĩ như vậy, giây sau Thương Vũ Tình lại nhìn thấy linh đài của Dương Bách Xuyên xuất hiện thêm một nguyên thần, ngay sau đó là cái thứ bảy. Thấy như vậy, toàn thân Thương Vũ Tình run rẩy, nàng nghĩ tới cảnh giới tối cao của phân thần cảnh, cảnh giới cửu tôn. Theo như những gì Đại sư Tỷ Lý Phượng Ngọc từng nói, người có thể đạt tới cửu tôn phân thân ở tu chân giới này cũng giống như lông phượng sừng lân, con đường tiền đồ rộng mở, có hy vọng đạt tiên đạo. Cửu tôn chính là cảnh tới tối cao khi tu luyện phân thân của phân thần cảnh, có thể tu thành chính phân thân, không có kẻ địch trong cùng một cảnh giới, thậm chí chiến đấu vượt cấp cũng không thành vấn đề, nhất là sau khi hợp thể chín phân thân, tu luyện tới hợp thể kỳ thì sẽ càng mạnh mẽ, được xưng là đệ nhất chỉ dưới đại thiên kiếp. Sau khi Thương Vũ Tình nhìn thấy nguyên thần thứ 8 của Dương Bách Xuyên xuất hiện, nàng đã biết Dương Bách Xuyên đang tu luyện phân thân của cảnh giới cửu tôn. Lúc này, Thương Vũ Tình há to miệng. Nàng từng nghe sư tỷ nhắc tới cửu tôn phân thần cảnh, cũng đã nhìn thấy trong điển tịch, nhưng cường giả có thể tu luyện được cảnh giới cửu tôn đều là bá chủ của tu chân giới. Nàng không ngờ tổ sư thúc lại tu luyện cửu tôn. Sau khi nguyên thần thứ 8 xuất hiện, Thương Vũ Tình không khỏi căng thẳng chờ mong, nếu như nguyên thần thứ 9 xuất hiện, vậy thì con đường tương lai của tổ sư thúc là tiền đồ vô lượng.
Dưới ánh nhìn không chớp mắt của Thương Vũ Tình, nguyên thần thứ 9 cũng xuất hiện, 9 nguyên thần quay xung quanh Dương Bách Xuyên. Thật ra là 9 quả cầu nhỏ, nhưng đây chính là nguyên thần được phân tách. Thương Vũ Tình nhìn thấy cơ thể Dương Bách Xuyên run lên rồi dừng lại, trong lòng nàng hô to cảnh giới cửu tôn. Lúc này, Thương Vũ Tình không dám quấy rối Dương Bách Xuyên, bởi vì nàng biết đây mới chỉ là bước đầu tiên của tu luyện phân thân. Dương Bách Xuyên thở phào một hơi, cuối cùng cũng tách xong nguyên thần, 9 quả cầu nhỏ đang trôi lơ lửng quanh người hắn. Dương Bách Xuyên mở mắt lần thứ 2, tay lại kết ấn, hắn khẽ hô, lấy thần hồn dẫn lối, lấy máu làm tên, thân ngoại hóa thân, nhỏ máu tụ hồn, thành tựu phân thân, tạo hóa chân linh, đi. Vừa đọc bí pháp, 9 giọt máu bay ra từ trong cơ thể Dương Bách Xuyên, bay vào trong từng quả cầu nguyên thần. Sau khi máu tươi tiến vào nguyên thần, 9 viên cầu nhỏ phát ra tia sáng chói mắt, biến thành hình người trong nháy mắt, nhưng là ở trạng thái thần trí mơ hồ. Dương Bách Xuyên hoàn thành bước thứ 2, kế tiếp hắn còn phải làm thêm 3 bước nữa, cảm ngộ linh khí của đất trời, ngưng tụ thành cơ thể phân thân, xong hết tất cả mới được tính là hoàn thành tu luyện phân thân. Hắn cần phải dẫn linh khí đất trời vào trong nguyên thần và máu tươi ở trạng thái phân thân, mới có thể khiến linh khí nuôi dưỡng, hoàn thành bước cuối cùng. Lúc trước, lão đầu đã nói, mỗi một phân thân tương ứng với một loại lực lượng trong đất trời, linh khí của thiên địa bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Việc nhận biết 5 loại linh khí này đối với Dương Bách Xuyên là không hề khó, dễ như trở bàn tay. Tâm khẽ động, linh thức bắt đầu tản ra. Trong tiếng nổ vang của 5 phân thân, Dương Bách Xuyên cảm ứng được ngũ hành linh khí, giây sau, hắn nắm trong tay pháp quyết, ngay lập tức linh khí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tiến vào trong nguyên thần, chớp mắt đã bộc phát ra 5 loại màu sắc bạch kim, lục, lam, đỏ, vàng trông cực kỳ đẹp mắt. Linh khí trời đất ở 4 phương 8 hướng ùn ùn không ngừng tiến vào trong 5 nguyên thần. Sau khi có linh khí trời đất tụ tập tới, 5 nguyên thần lớn bắt đầu dần dần ngưng thực. Chỉ cần linh khí bão hòa thì chính là lúc phân thân ngưng tụ thành hình. Vẫn còn tứ đại phân thân, lại cần hấp thụ lực lượng ngoài linh khí ngũ hành, điều này Dương Bách Xuyên đã từng nghe sư phụ nói từ lâu. Trên thực tế, lực lượng giữa trời đất rất nhiều, ngoài linh khí ngũ hành ra vẫn có rất nhiều lực lượng tồn tại, nhưng phải xem có thể cảm ứng được không. Ví dụ lực lôi điện, lực phong vân, lực không gian. Tóm lại tứ đại phân thân còn lại là phải tìm kiếm lực lượng khác để hoàn thành ngưng tụ phân thân. Mà về điểm này đối với Dương Mỗ, thì hơn hẳn tu sĩ khác gấp mấy lần, bởi vì lúc hắn hoàn thành kim đan chính là kim đan 10 phân vẹn 10, kim đan thập chuyển là có thể đại diện cho 10 loại lực lượng. Hắn đi khơi thông cảm nhận lực lượng ngoài ngũ hành, so sánh ra thì dễ dàng hơn người khác nhiều. Bây giờ lực ngũ hành đã tề tụ, tiếp theo chính là cảm nhận khơi thông. Tìm kiếm lực lượng ngoài ngũ hành từ trong trời đất. Sau khi phóng tâm thần ra, Dương Bách Xuyên nhắm mắt cảm nhận sự kỳ diệu giữa trời đất. Lực ngũ hành ở ngũ tạng vô cùng dày đặc trong cảm nhận của hắn, từ 4 phương 8 hướng tụ tập về phía 5 nguyên thần. Lực cảm nhận không ngừng tản ra ngoài, giây phút nào đó hắn đã cảm nhận được một ngọn gió nhẹ thổi tới, thần hồn lập tức chấn động, tay bấm pháp ấn vận chuyển bí pháp, một giây sau giống như nghe thấy tiếng reo hò của gió nhẹ. Giống như đứa trẻ đang hoan hô vậy. Dương Bách Xuyên biết đây là tiếng nổ vang giữa hai người, cảm ứng nổ sau khi bí pháp vận chuyển, có thể cảm nhận được gió nhẹ xoay xung quanh hắn. Lúc này Nguyên Anh trong đan điền chợt động thủ quyết, một giây sau gió nhẹ đã bị dẫn dắt đến nhánh lực lượng nguyên thần phù hợp. Cảm nhận tiếp tục bay bổng, lúc này lực cảm nhận lại chính là lực lượng nguyên thần kéo dài, dưới sự tác động của bí pháp, nó càng giống nguyên thần xuất khiếu như đi vào cõi thần tiên. Bay bổng giữa trời đất tìm kiếm lực lượng trời đất. Nó bay bổng không có mục đích, hoàn toàn chính là đi theo cảm giác. Trong bất giác, Dương Bách Xuyên phát hiện đã bay lên cửu thiên, bất thình lình tiếng lẹt xẹt vang lên, một lôi điện đánh lên người của hắn. Đầu tiên hắn là cả kinh, sau đó thì mừng rỡ, dẫn dắt lực lôi điện thành công. Sức mạnh lôi thiên tồn tại giữa trời đất thực ra không phải là tia chớp dùng mắt thường cảm nhận được, mà là một loại năng lượng khí lưu. Sau khi dẫn dắt thành công, tiến vào trong phân thân nguyên thần phù hợp với lôi điện. Đến đây 7 phân thân bắt đầu ngưng tụ thành công, hấp thụ lực lượng trời đất. Còn 2 cái còn lại, Dương Bách Xuyên tiếp tục cảm nhận tìm kiếm, vẫn bay bổng không mục đích như cũ,
thực ra là đi cảm nhận lực lượng trời đất phù hợp dưới thúc đẩy của bí pháp. Bất cứ lực lượng nào, trong cảm nhận của hắn đều là tồn tại giống khí lưu, hơn nữa còn nhiều vô cùng, nhưng lại cần tìm được cái phù hợp với phân thân nguyên thần tách ra mới được. Giây phút nào đó hắn cảm nhận được một luồng dâm mát ập tới, bỗng chốc rơi trên mặt đất, thấy được từng khí lưu mờ mịt không ngừng toát ra từ trên mặt đất. Sau khi nổ vang, Dương Bách Xuyên mới sửng sốt phát hiện là lực M sát, thầm cười nói, không ngờ còn có thể hoàn thành một phân thân M sát. Phân thân thứ 8 bắt đầu ngưng tụ. Còn lại một cái cuối cùng, Dương Bách Xuyên tiếp tục tìm kiếm cảm nhận, thế rồi cái cuối cùng này lại là thời gian rất dài, thời gian tìm kiếm còn lâu hơn mấy cái trước cộng lại, nhưng vẫn không cảm ứng được giữa trời đất có lực lượng nổ vang với hắn. Điều này khiến Dương Bách Xuyên trở nên hơi sốt ruột, 8 phân thân đều đã ngưng tụ, cái cuối cùng còn lại vẫn mãi không ra, đến lúc đó tu luyện phân thân của cảnh giới cửu tôn chính là trò cười. Làm sao đây? Hắn đều không tìm được tồn tại lực lượng có thể nổ vang với hắn. Trong lòng lập tức lo lắng. Nhưng cũng biết có lo lắng hơn cũng không có tác dụng, loại chuyện này không phải nói có thể tìm là sẽ tìm được. Cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, hắn biết lực lượng phân thân cuối cùng chắc chắn tồn tại, chỉ là không dễ tìm. Trong đầu nhớ lại tất cả lực lượng, chuẩn bị suy diễn xem rốt cuộc còn có lực lượng gì là chưa cảm ứng được. Đầu tiên là lực ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, sau đó là lực phong vân, lực lôi điện, lực M sát, 8 loại lực lượng lần lượt nổ vang được tìm thấy. Nghĩ lại lực lượng sư phụ từng nói với hắn, Dương Bách Xuyên đột nhiên nhớ ra còn có lực không gian chưa tính vào. Lực không gian quả thật là hệ thống lực lượng khác loại, theo Dương Bách Xuyên thấy lực không gian chắc là lực lượng thần bí nhất giữa trời đất. Các lực lượng đều có thể tồn tại sắc thái hữu hình. Chỉ riêng lực không gian gần như chính là vô hình vô tướng, thần bí khó lường nhất. Nói ngược lại, lực lượng không gian không chỗ nào không có, nói rộng ra thế giới tồn tại vạn vật sinh linh thuộc không gian, tinh hải mênh mông nghìn thế giới lớn, nghìn thế giới nhỏ v.v. đều thuộc không gian. To thành một giới, nhỏ thành một phương, không có biên giới, chỗ nào cũng có. Sau khi nghĩ như vậy, trong đầu Dương Bách Xuyên chợt đùng một tiếng. Ngay sau đó phân thân nguyên thần cuối cùng đã bộc phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, rồi ánh sáng lấp lánh biến mất, Dương Bách Xuyên mặc một trường bào màu trắng xuất hiện, chậm rãi đáp xuống đất. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, không ngờ phân thân không gian nổ cảm ứng cuối cùng, lại cũng là phân thân hoàn thành đầu tiên. Bây giờ nghĩ lại, lực không gian căn bản không cần đi tìm kiếm, bởi vì hắn vốn đã ở trong không gian, điều cần làm là có thể lĩnh ngộ được chân lý của lực lượng không gian hay không. Mà vừa rồi hắn nghĩ thông suốt sự tồn tại của lực lượng không gian, nên đã hoàn thành phân thân không gian rồi. Có thể cảm nhận được phân thân không gian tồn tại một loại lực lượng không giống với bất cứ lực lượng nào trong cơ thể, một ý niệm trống không, một ý niệm có thể cảm nhận được năng lượng như biển rộng, Dương Bách Xuyên biết đây là lực lượng của không gian. Ngay sau đó 8 loại lực lượng lôi điện, phong vân, M sát, kim mộc thủy hỏa thổ lần lượt viên mãn, từng Dương Bách Xuyên nối tiếp nhau xuất hiện. Quần áo mặc trên người của từng người đều không giống nhau, chính là bản thân Dương Bách Xuyên được đúc ra từ một khuôn. Quần áo trên người phân thân lôi điện là màu tím, quần áo trên người phân thân phong vân là màu xanh da trời, phân thân M sát mặc là màu xám, quần áo trên người ngũ hành khác tương ứng với màu ngũ hành trời đất. Thực ra đều là quần áo linh khí biến hóa ra, đây chỉ là chuyện trong một ý niệm của Dương Bách Xuyên. Cửu đại phân thân viên mãn. 9 phân thân từng cái nhìn nhau cười ha ha. Lực không gian mặc trường bào màu trắng nói, ta là phân thân không gian. Ta là phân thân lôi điện. Phân thân M sát. Phân thân phong vân. Bọn ta là phân thân kim mộc thủy hỏa thổ. Từng cái cùng cười ha ha. Còn vẻ mặt bản tôn Dương Bách Xuyên thì bỗng dưng kích động, cửu đại phân thân luyện thành, hoàn thành cảnh giới cửu tôn, đã đạt được yêu cầu của lão đầu. Tâm trạng hắn rất tốt, cũng biết bản thân mới là bản tôn. Càng biết từ nay về sau sẽ tương đương với có 9 cái mạng, bản tôn làm chủ, gặp phải nguy hiểm có thể để phân thân ra chống tai nạn trong một ý niệm. Đương nhiên hắn biết phân thân cuối cùng vẫn là phân thân, tất cả đều vẫn phải để bản tôn như hắn làm chủ, cửu đại phân thân thực ra có thể coi như là 9 lực lượng, hành vi của 9 phân thân đều phải do bản tôn làm chủ. Sau một ý niệm có thể thu cửu đại phân thân vào trong bản thể,
lúc cần thì một ý niệm cũng có thể ra ngoài. Xét cho cùng, cửu đại phân thân chính là 9 giọt tinh huyết và 9 lực lượng nguyên thần của hắn, là một phần của cơ thể hắn. Mà cửu đại phân thân cũng không thể tu luyện, chỉ có thể hấp thụ linh khí trời đất tương ứng dựa theo thuộc tính, đến chiến đấu, thực lực của mỗi một phân thân là có hạn, mãi mãi không vượt qua 9 thành lực lượng của bản tôn, bình thường lực lượng của phân thân là 3 thành lực lượng của bản tôn. Có điều lực lượng 9 phân thân của Dương Bách Xuyên lại có thể phát huy ra 9 thành lực lượng của bản tôn, lực lượng của cửu đại phân thân cộng lại thật sự không thể xem thường. Mặc dù tinh huyết phân thân có rất nhiều hạn chế, nhưng đã là rất đáng quý. Bởi vì mỗi một phân thân đều có đặc điểm thuộc tính của mình. Muốn phân thân có thể tu luyện độc lập tất nhiên cũng không phải không được, nhưng cần mượn thiên tài địa bảo mới được. Dương Bách Xuyên nghĩ đến củ sen linh khí ban đầu có được ở tộc Sa Hồ Châu Tây Sơn, đây mới gọi là thiên tài địa bảo tu luyện đại phân thân chân chính. Nếu như luyện thành, thì có thể có một phân thân độc lập, phân thân có thể tự tu luyện, sau đó phản hồi lực lượng lại cho bản tôn. Bây giờ là cửu đại phân thân, Dương Bách Xuyên nghĩ đến củ sen linh khí, trong lòng dao động, sao không nhân cơ hội làm liền một mạch tu luyện phân thân củ sen linh khí chứ? Sau khi luyện thành, hắn sẽ có thập đại phân thân, đạt tới trình độ 10 phân vẹn 10 thật sự về mặt ý nghĩa. Hơn nữa phân thân dùng củ sen linh khí tu luyện thành không cần dung hợp lúc hợp thể cảnh, mà sẽ tiếp tục tu luyện mãi, độc lập ở bên ngoài bản tôn, thực hiện phân thân chân chính. Dù sao vẫn phải đợi cỏ ngũ khí triều nguyên trưởng thành, tính ra hắn tu luyện cửu tôn phân thân đã qua nửa tháng, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng tu chân vốn không có 5 tháng, với hắn thì đây cũng chỉ là một lần tu luyện, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Sau khi dặn Thương Vũ Tình một câu, bảo nàng canh chừng cỏ ngũ khí triều nguyên, hắn bắt đầu tu luyện củ sen linh khí phân thân. Dương Bách Xuyên đã bị Dương Bách Xuyên làm cho chấn động, nghe hắn dặn dò, nàng ngây người rồi gật đầu. Với Thương Vũ Tình mà nói thì dù sao thì đều là hộ pháp, nàng có thể vừa trông chừng thú ngũ hành, vừa nhìn sang cỏ ngũ khí triều nguyên ở phía đối diện Hàn Đàm. Hiện tại, Thương Vũ Tình đã hoàn toàn bị Dương Bách Xuyên hấp dẫn. Nhìn thấy cửu đại phân thân giống hệt nhau của Dương Bách Xuyên đang cười cười nói nói, mặc dù nàng đã sớm biết cửu tôn phân thân, nhưng vẫn cảm thấy chấn động và khó tin. Chớp mắt, Dương Bách Xuyên vung tay, cửu đại phân thân tỏa ra ánh sáng khắp người, tạo thành một màn ánh sáng 7 sắc cầu vồng, mà Dương Bách Xuyên ngồi ở giữa đã không thấy bóng dáng đâu, hắn được vầng sáng bao phủ. Thương Vũ Tình không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nàng biết được cửu đại phân thân của Dương Bách Xuyên đã hình thành một trận pháp phòng ngự, bao trọn bảo vệ Dương Bách Xuyên ở bên trong, có lẽ là đang tu luyện công pháp thần thông nào đó. Thật ra, Dương Bách Xuyên quả thật đã dùng cửu đại phân thân tạo thành trận pháp, bao phủ bổn tôn bên trong một không gian độc lập, hắn bắt đầu tu luyện phân thân củ sen khí linh. Không phải là làm quá, nhưng bước tu luyện phân thân củ sen không phải chuyện đùa, hắn không muốn xảy ra bất kỳ sơ sẩy nào. Vậy nên Dương Bách Xuyên mới dùng phân thân làm căn cơ, bày tra trận pháp cửu cung. Điều khiến Dương Bách Xuyên vui mừng là, bởi vì có không gian phân thân nên khoảng trống ban đầu bị cửu đại phân thân vây lại chỉ có 10 mét vuông, nhưng khi trận pháp được hình thành, không gian phân thân đã tự tản ra sức mạnh không gian, vậy nên sau khi Dương Bách Xuyên động ý niệm, diện tích đã tăng lên gấp đôi, biến thành 20 mét vuông. Phát hiện tuyệt vời này thực sự khiến hắn sung sướng đến mức suýt nhảy dựng lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới không gian phân thân lại có thể vi diệu như vậy. Đúng là mang lại cho hắn một bất ngờ lớn. Trong lòng khẽ động, không gian trận pháp lại tăng lên gấp đôi, không ngừng mở rộng, mãi cho tới khi đạt tới 100 mét vuông thì mới dừng lại, cũng tức là tăng lên gấp 10 lần. Dương Bách Xuyên có dự cảm, có lẽ liên quan tới cả tu vi, nếu sau này tu vi của hắn tăng lên thì lực lượng không gian sẽ còn rộng hơn. Đến khi đó, hắn có thể sử dụng sức mạnh không gian trong trận pháp và luyện khí, thậm chí còn có thể đối đầu với kẻ địch. Mặc dù lực lượng không gian không có sức mạnh công kích trực tiếp, nhưng lại có nhiều chỗ để sử dụng, có thể nói đây chính là sức mạnh phụ trợ cực phẩm. Sau khi bình tĩnh lại, Dương Bách Xuyên lấy củ sen linh khí từ trong bình càn khôn, bắt đầu tu luyện phân thân thứ 10. Củ sen linh khí chính là thiên tài địa bảo được trời đất nuôi dưỡng thành, tu luyện phân thân này. Hắn không cần phải cảm ứng lực lượng tồn tại giữa đất trời nữa, cái hắn cần làm là phải luyện hóa củ sen linh khí thành hình. Thật ra,
tu luyện thiên tài địa bảo phân thân cũng giống với cửu đại phân thân trước đó. Khác nhau ở chỗ, khi tu luyện cửu đại phân thân kia, hắn cần tách nguyên thần rồi dung hợp với máu tươi, sau đó sẽ dẫn sức mạnh linh khí giữa đất trời tiến vào nguyên thần, cuối cùng ngưng tụ ra phân thân. Mà tu luyện phân thân củ sen, quan trọng nhất lại ở chữ luyện, đầu tiên phải luyện củ sen linh khí thành phôi tượng người, tức là hình dáng cơ thể của Dương Bách Xuyên. Kế tiếp là đưa máu tươi tiến vào, dùng tinh khí và huyết khí để nuôi dưỡng củ sen, sau đó mới tách ra một phần nguyên thần đưa vào trong củ sen, sử dụng bí pháp giúp củ sen có sức sống, tới bước này mới xem là thành công. Lưu ý là sau khi tu luyện phân thân củ sen, đây là một sự tồn tại giống hệt cơ thể thật, như là một sự sống linh tới từ thế giới khác, bàn về góc độ nào thì phân thân này đều là cực phẩm. Kể cả thiên phú tu luyện, hay thể xác cũng sẽ không yếu hơn bản tôn. Điểm khác biệt duy nhất là sau khi cơ thể củ sen linh khí được tu luyện, cơ thể sẽ không có bất kỳ sức mạnh nào, chỉ có cảnh giới là đồng cấp với bản tôn của Dương Bách Xuyên, bởi vì dù sao thì nó cũng chỉ là hóa thân của Dương Bách Xuyên. Nhưng chỗ tốt là, củ sen linh khí có thể tu luyện ngay từ đầu, thật ăn thật, hấp thụ linh khí của đất trời để chuyển hóa thành chân khí, có thể xem như một sự tồn tại độc lập. Độc lập ở đây nghĩa là tu luyện độc lập, có suy nghĩ độc lập, tất nhiên mọi thứ vẫn do bản tôn chủ đạo. Khi Dương Bách Xuyên cần tới, có thể chuyển linh khí từ phân thân củ sen lên cơ thể bản tôn, hỗ trợ qua lại, cùng chiến đấu với bản tôn. Tóm lại, nếu như phân thân củ sen tu luyện thì sau này, đây sẽ là một lá bài tẩy cho Dương Bách Xuyên. Có điều, phân thân củ sen không giống như chín thân thân kia, cuối cùng sẽ đạt tới dung hợp của cảnh giới hợp thể. Hiện tại tu vi của Dương Bách Xuyên là phân thần đại viên mãn, lúc này nếu như không tu luyện phân thân, bỏ lỡ thì sẽ rất khó phân tách nguyên thần, bởi vì hắn biết trạng thái tu luyện tiếp theo sẽ như thế nào. Lấy củ sen linh khí trong suốt như pha lê ra ngoài, cảm nhận lực lượng mạnh mẽ dao động đang tản ra từ củ sen, Dương Bách Xuyên rất hài lòng, giây sau, lòng bàn tay hắn bùng lên ngọn lửa, củ sen linh khí bay lên, bắt đầu luyện hóa. Củ sen vốn là ngó sen đã bị gãy, ngó sen là thịt, tơ là kinh mạch, giống như đây chính là cơ thể do trời ban. Huống chi củ sen linh khí này không phải vật tầm thường mà là linh vật do trời đất dưỡng thành. Trong những thần thoại nổi tiếng của Trung Quốc, có một câu chuyện về một nhân vật thần thoại nổi tiếng Na Cha và củ sen. Sau khi Na Cha giết chết thái tử, Long Vương bốn biển đã hợp lại. Dâng tấu lên Ngọc Hoàng bắt lấy vợ chồng Lý Tịnh để hỏi tội dâng nước nhấn chìm Trần Đường Quang, Na Cha đã nói người nào làm thì người ấy chịu, hắn giết chết Ngao Bính thì hắn sẽ đền mạng, hà cớ gì lại liên lụy tới cha mẹ. Vì không muốn ảnh hưởng tới cha mẹ, hắn chặt tay mổ bụng, rút xương trả cha, lóc thịt trả mẹ, tự vẫn ngay tại chỗ. Nhưng Lý Tịnh không thể tha thứ cho Na Cha, tiếp tục bức ép hồn phách, điều này khiến Na Cha không chịu được. Sau đó, Na Cha lại bị cha mình Lý Tịnh ngăn cản, sống lại bất thành, Thái Ất chân nhân dùng củ sen để tạo một thân thể mới cho Na Cha. Hiện tại Dương Bách Xuyên nghĩ câu chuyện này có khả năng không phải là thần thoại, hoặc trong lịch sử lâu đời của Trung Quốc đã từng xuất hiện những chuyện tương tự, chí ít là từng có củ sen linh khí. Dưới luyện hóa của ngọn lửa trong lòng bàn tay, củ sen trần như nhộng dần lộ ra hình dáng, Dương Bách Xuyên đánh từng đạo pháp quyết lên, khiến củ sen ngày càng hoàn mỹ. Cũng không biết qua bao lâu, dựa theo bí pháp luyện hóa phân thân mà sư phụ để lại, sau khi đánh xong 999 thủ quyết luyện hóa, trong tiếng nổ vang, cuối cùng củ sen linh khí cũng thành hình. Sau khi ánh sáng chói lóa vụt tắt, một thân thể không chút tì vết xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên, cơ thể này giống hệt với hắn. Đương nhiên vẫn có điểm khác, hiện tại thân thể củ sen này mới chỉ là một cái xác, tiếp theo phải truyền máu và tinh lực thì mới có thể sống lại, trở thành hóa thân củ sen chân chính. Giây sau, Dương Bách Xuyên búng một giọt máu vào trong cơ thể củ sen. Sau một tiếng nổ vang dội, toàn thân củ sen tỏa ra ánh sáng lấp lánh, máu đang tản đi khắp rơi, lục phủ ngũ tạng thành hình, mạch máu xuất hiện lưu thông. Sức sống mạnh mẽ bắt đầu lan tỏa. Thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập vang lên theo tiết tấu. Lúc này, thân thể củ sen đã thành công được một nửa, có sức sống, cho dù không truyền hồn phách thì lâu dần cũng sẽ tự chủ sinh ra ý thức, sống lại rồi trở thành một sinh linh chân chính. Vì củ sen là linh khí do trời đất sinh ra. Hơn nữa,
Hiện tại Dương Bách Xuyên đã ban cho cơ thể Củ Sen sức sống và máu thịt. Đương nhiên chỉ còn lại bước cuối cùng là thần hồn, Dương Bách Xuyên sẽ không bỏ cuộc. Sau khi thần hồn tiến vào Nguyên Anh, trải qua một loạt bí pháp, Nguyên Thần thứ 10 đã được tách ra. Giây sau, Dương Bách Xuyên đánh một pháp quyết vào mi tâm cơ thể Củ Sen. Càn Khôn Tạo Hóa Quyết, Củ Sen thành thân, lấy máu tươi Nguyên Thần của ta, trao cho sinh mệnh, trao cho linh hồn, Củ Sen hóa thân, thành. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, Củ Sen đang lơ lửng đột nhiên mở mắt, hai luồng sáng vàng bắn ra. Dương Bách Xuyên nhìn thấy hai bông hoa sen, một trắng một đen, lóe lên từ sâu trong đôi mắt của hóa thân Củ Sen rồi biến mất. Biến hóa này khiến hắn bất ngờ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đang ngẩn người thì Củ Sen hóa thân khẽ mỉm cười nói, không phải người nên mặc quần áo cho ta trước hay sao? Củ Sen hóa thân lên tiếng khiến Dương Bách Xuyên ngẩn ngơ. Trong mắt của hắn, Củ Sen hóa thân quả thật không giống với cửu đại phân thân kia, ánh mắt dường như có linh khí hơn. Nếu như không phải bản tôn khống chế suy nghĩ, Dương Bách Xuyên còn cho rằng đây là một người khác. Dương Bách Xuyên khẽ cười, hắn phất tay ném cho Củ Sen hóa thân một cái áo choàng đen. Hóa thân này có thể hiểu mọi thứ, độc lập với bản tôn của hắn, cũng có thể tu luyện độc lập, điều này rất khó, hơn nữa kết quả tu luyện cũng sẽ không chịu ảnh hưởng từ bản tôn. Cũng tức là, sau này Củ thân hóa thân tu luyện, tu vi đuổi kịp thậm chí vượt qua bản tôn thì cũng không có gì lạ. Đợi Củ Sen hóa thân mặc xong quần áo, Dương Bách Xuyên mới nói, sau này, ngươi chuyên tâm tu luyện đi, nếu chúng ta muốn đứng vững gót chân ở tu chân giới, bắt buộc phải có thực lực. Được, ta vẫn nên tiến vào không gian càn khôn tu luyện thì hơn, tu vi chưa tăng lên thì sẽ không lộ diện, cứ coi như là một lá bài chưa lật. Củ Sen hóa thân nói. Cũng được, ngươi vào không gian càn khôn, thuận tiện nghiên cứu luyện đan, luyện khí, những ngày sau không thể không có hai thứ này. Nói chuyện với Củ Sen hóa thân, Dương Bách Xuyên cảm thấy có chút kỳ quái, giống như đang nói chuyện với cái gương vậy. Bởi vì Củ Sen hóa thân chính là bản thân hắn. Đợi Củ Sen hóa thân tiến vào không gian càn khôn xong, Dương Bách Xuyên mới thu trận pháp lại. Tính toán thời gian, hắn đã tu luyện được một tháng, hắn cũng đã ra ngoài được nửa năm. Sau khi trận pháp rút đi, cửu đại phân thân hóa thành 9 tia sáng chui vào trong cơ thể hắn. Biến mất không một dấu vết. Dương Bách Xuyên biết hắn có thể thu cửu đại phân thân vào trong cơ thể chỉ bằng một ý nghĩ, bởi vì cửu đại phân thân này vốn dĩ được hình thành bằng máu và linh khí của hắn, đây chính là năng lượng và lực lượng, nhưng Củ Sen hóa thân thì lại không được, Củ Sen hóa thân là thực thể kép, tồn tại độc lập. Tổ sư thúc. Sau khi trận pháp rút đi, thu hồi cửu đại phân thân, bên tai hắn vang lên giọng của Thương Vũ Tình. Tình nhi. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn, Thương Vũ Tình cũng vui mừng chạy tới. Chúc mừng chủ nhân thần thông đại thành. Ngay sau là thân thể cao lớn của thú ngũ hành phi tới, vết thương của thú ngũ hành đã được khôi phục lại như lúc ban đầu. Dương Bách Xuyên cười nói, người đúng là biết nịnh nọt, thế nào rồi, vết thương đã khôi phục chưa? Dương Bách Xuyên hỏi thú ngũ hành. Nhờ phúc lớn của chủ nhân, đã khôi phục, miệng lưỡi của thú ngũ hành ngọt như bôi mật ong. Nói chuyện cũng không chút kiêu ngạo nào, ít nhất trước mặt người chủ nhân Dương Bách Xuyên thì là như vậy. Từ sau khi thú ngũ hành tỉnh lại, hắn nghe Thương Vũ Tình nói Dương Bách Xuyên tu luyện cửu đại phân thân, hắn cũng nhìn thấy Dương Bách Xuyên đang bị bao phủ bởi trận pháp, lúc đó, trong lòng ngoại trừ chấn động thì còn có cả rung động, thân là thú ngũ hành được trời đất dưỡng thành, đương nhiên sẽ có nhạy cảm thiên phú mà những sinh linh bình thường không có. Thậm chí còn biết được một số bí mật của trời đất. Ví dụ như cửu đại phân thân. Đây mới chỉ là bắt đầu, trong lòng thú ngũ hành biết rõ, hắn có được người chủ nhân như vậy, quả thật không hề thiệt, nói hắn được lợi thì đúng hơn. Là một sinh linh được trời đất sinh ra, tiếp nhận truyền thừa của thiên địa, thú ngũ hành biết chủ nhân mình có thể tu luyện thành cửu đại phân thân thì tiềm lực tương lai sẽ như thế nào. Nếu như lúc đầu, sau khi hắn bị Dương Bách Xuyên cưỡng ép thu phục, trong lòng vẫn không chịu phục tùng. Nhưng hiện tại chút không phục đó đã hoàn toàn biến mất, mặc dù cảnh giới vẫn là phân thần như cũ, nhưng thú ngũ hành lại có một cảm giác sợ hãi từ trên người của Dương Bách Xuyên, thế nên hắn mới không ngừng nịnh nọt. Mà Dương Bách Xuyên cũng rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của thú ngũ hành, hắn không nghĩ nhiều, nhưng ít nhiều cũng đoán được, dù sao trong mắt của hắn,
con hàng này không phải thứ tốt lành gì. Nếu như lần này, không phải trời xui đất khiến thế nào, mới khiến hắn thu phục được thú ngũ hành, bằng không thì hắn và Thương Vũ Tình đã sớm chết trong tay con hàng này rồi. Sau khi cười mắng thú ngũ hành một câu, Dương Bách Xuyên hỏi Thương Vũ Tình, cỏ ngũ khí triều nguyên thế nào rồi? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 87.